cô ấy là nữ chính đanh đá nhất màn ảnh Hàn Quốc. Buổi sáng khi mới ngủ dậy, cô trực tiếp đạp anh chồng vô dụng của mình xuống đất. Nhìn thấy chồng lén lút dùng mỹ phẩm của mình, cô liền xông tới túm lấy tóc. Biết được hôm nay là phiên tòa của chồng, cô không quên dặn dò anh, nếu như lại để thua phiên tòa này, đừng có mơ mà bước chân vào căn nhà này nữa. Cô gái này tên là Miho, nữ y tá xinh đẹp nhất của bệnh viện. Các đồng nghiệp đều ngưỡng mộ cô ấy có một người chồng là luật sư. Tuy nhiên, thực tế thì lại không như những gì họ nghĩ. Người chồng bất tài của cô hôm nay lại thất bại rồi. Lúc này, anh ấy đang cùng với bố vợ ngồi trên bậc thềm, gương mặt tràn đầy sự chán nản. Bố vợ vừa định an ủi anh thì Miho đột nhiên gọi điện thoại tới, mà người vừa để thua phiên tòa như anh ấy làm sao dám nhận điện thoại của vợ nữa. Anh ấy liền sợ hãi mà đẩy điện thoại sang cho bố vợ nghe. Sau một hồi đùn đẩy trách nhiệm không được, anh chồng buộc phải nghe máy. Cô vợ hỏi kết quả của phiên tòa ngày hôm nay của chồng. Sau khi biết được chồng mình lại lần nữa thất bại, cô trực tiếp bùng nổ. Hóa ra vụ án lần này có liên quan đến số tiền tiết kiệm khổng lồ mà chồng cô bị lừa. Nếu như vụ án này anh không thể cãi thắng thì có nghĩa là cả nhà họ sẽ phải hít không khí mà sống. Sau khi tan ca về nhà, Miho lại gọi điện cho chồng. Thế nhưng gọi thế nào chồng cô cũng không bắt máy, giờ còn dám không nghe điện của nóc nhà cơ à. Chính vào lúc này người bố lén lén lút lút đi từ trong phòng ra ngoài. Không ngờ vẫn bị cô con gái bắt quả tang, cô hỏi ông đang cầm cái gì. Bố liền ấp úng nói là ông đi vứt rác, tuy nhiên cô sớm đã nhìn thấu tất cả. Cô ấy hỏi bố rằng nếu như cô và chồng ly hôn, bố sẽ đứng về phía của ai. Kết quả câu trả lời của ông làm cô hoài nghi mình không phải con đẻ. Ông nói, Trang Hồ mà không có ta thì làm sao mà sống nổi. Ông bố sau khi xuống dưới liền đưa túi quần áo cho Trang Hồ. Anh không an tâm hỏi bố, Miho đâu ạ? Sau khi biết vợ đang đợi mình về để xử lý con, anh ấy thực sự có nhà cũng không dám về. Người phụ nữ hung dữ này cũng có những lúc rất dịu dàng. Đúng là tiền lương của chồng khiến mọi bà vợ từ con sư tử biến thành con mèo nhỏ. Hôm nay Trang Hồ đưa cho vợ tiền lương anh mới nhận được. Nhưng tối hôm qua anh vẫn còn vì để thua phiên tòa quan trọng, không lấy được lại tiền mà không dám về nhà. Sao hôm nay lại có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy? Hóa ra vào tối hôm qua, Trang Hồ nhận được một vụ án thủ tiêu người mà người ủy thác cho anh ấy lại là thị trưởng của thành phố. Lúc đầu Trang Hồ trực tiếp từ chối, nhân vật có tiếng tăm như thị trưởng đây sao lại có thể mời một luật sư hạng 3 như anh cơ chứ? Mọi người phải biết rằng khả năng thắng của vụ án lần này chỉ có 10%. Thị trưởng nhìn thấy sự nghi hoặc của Trang Hồ, trực tiếp nói với anh rằng người mà ông ta cần không phải là một luật sư tài giỏi mà là một người phát ngôn. Nói đơn giản chính là ông ta cần một tên luật ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ông ta là được. Dưới sự sắp xếp của thị trưởng, anh đã tới được nhà tù nơi mà bị cáo bị giam. Mà trong căn phòng mật thất của nhà tù, ba tên tài phiệt thủ tiêu người đang thư thái thưởng thức rượu vang, còn trưởng ngục thì đứng ở một bên hầu hạ ba người họ. Khi Trang Hồ được đưa tới chỗ căn phòng mật thất, nhìn thấy ba vị tài phiệt, anh ấy liền khom lưng cúi người đưa tấm danh thiếp của mình cho họ. Tất nhiên đối phương không hề có hứng thú với Trang Hồ. Nhìn thấy thái độ khiêm tốn biết điều của Trang Hồ, ba người họ đều để lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng vào chính lúc này, tên cầm đầu bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Người đầu dây bên kia tự xưng rằng bản thân người đó đang nắm giữ bằng chứng chứng minh tội phạm thủ tiêu người của ba tên tài phiệt. Sau khi nghe tới đây, người đàn ông liền lộ ra ánh mắt hoang mang. Bọn họ liền bảo Trang Hồ rời khỏi để ba người thương lượng đối sách. Bọn họ không hề chú ý rằng trước khi Trang Hồ rời đi đã đem thiết bị nghe lén vứt vào trong thùng rác gần đó. Sau khi ra ngoài, anh ấy liền đeo tai nghe lên, biết được camera hành trình trên chiếc xe gây án của bọn chúng đang được để ở chỗ vợ của một trong ba tên tài phiệt kia. Từ chỗ của ba tên đó, anh còn biết được rằng ở bên ngoài vẫn còn một tên đồng phạm chưa bị bắt. Sau đó anh đem toàn bộ nội dung mà mình vừa nghe được báo cáo cho thị trưởng. Hóa ra trước đó thị trưởng tìm đến Trang Hồ vốn không phải là để anh giúp đỡ ba tên tài trợ kia, mà là ông ấy muốn nắm được chứng cứ phạm tội của chúng, từ đó mà thoát khỏi sự khống chế của lũ tài phiệt kia đối với mình. Rất nhanh hai người họ liền tìm tới chỗ vợ của ba tên tài phiệt, nhưng họ lại bị một người thần bí hớt mất tay trên. Chúng ta đều biết cuộc sống của tài phiệt Hàn Quốc xa xỉ, nhưng bạn có biết xa xỉ đến mức nào không? Những chai sâm panh có giá hàng triệu won đối với họ cũng giống như nước lã mà thôi. Thậm chí đếm tiền cũng chỉ là đạo cụ mua vui của bọn chúng. Cho dù có thủ tiêu người và bị nhốt vào trong tù, thì ngục trưởng cũng phải đích thân hầu hạ chúng. Vì để hủy bỏ chứng cứ nằm trong tay người phụ nữ này, chúng liền sai người đi thủ tiêu người diệt khẩu. Trong phòng họp, các nhân viên bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, liền vội vàng chạy lên trên. Trang Hồ cũng kịp thời có mặt. Anh dùng bình xịt cứu hỏa để phá khóa cửa, thế nhưng lúc này người phụ nữ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Anh ấy chạy tới bên cửa sổ để quan sát, vừa hay nhìn thấy một tên áo đen đang tháo chạy, mà người phụ nữ kia cũng đã tỉnh lại. Nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy thị trưởng thì liền tỏ ra vô cùng sợ hãi sau khi xử lý qua vết thương cho cô ta. Trang Hồ bắt đầu chất vấn đối phương nơi cất giấu camera hành trình, nhưng người phụ nữ một mực giả ngốc. Anh nói gì vậy? Camera hành trình là sao? Thấy cô như vậy, anh lập tức chơi bài ngửa. Anh trực tiếp mở đoạn ghi âm của cô ta và chồng ra, lúc này cô ta mới thành thật trả lời. Chính vào lúc Trang Hồ chuẩn bị đi lấy lại chiếc camera hành trình, anh hỏi người phụ nữ tên đồng phạm còn lại là ai. Sau khi im lặng một hồi, người phụ nữ liền nói rằng Gong Jae-sun. Khi Trang Hồ còn đang thắc mắc về cái tên này thì thị trưởng đứng ở một bên giải thích. Người đó là một chủ tịch của một tòa báo mà ba tên tài tình nghi kia là những người thân cận với ông ta. Hơn nữa, nạn nhân lúc còn sống đã xảy ra mâu thuẫn với người này. Với những manh mối như vậy, tên chủ tịch tòa soạn kia chính là nghi phạm tình nghi lớn nhất. Sau đó, Trang Hồ và thị trưởng tạm biệt nhau. Trang Hồ đưa cô gái kia tới chùa, rất nhanh anh đã lấy được USB camera hành trình của ô tô. Sau khi về nhà, anh ấy liền lấy đoạn video kia ra xem, ba tên tài phiệt kia uy hiếp giáo sư Su muốn ép anh ấy phải thu hồi lại luận văn đã phát hành.
Thế nhưng giáo sư Su có chết cũng không đồng ý, kết quả là anh ấy đã bị ba tên tẩy phiệt hại, nhưng luận văn mà chúng nhắc tới cũng là một bí ẩn. Trước khi đi ngủ, anh ấy liền hỏi Miho có nhớ ngày mai là ngày gì không. Hóa ra mai chính là ngày kỷ niệm 3 năm họ kết hôn. Trang Ho muốn mời Miho ra ngoài ăn tối tối ngày hôm sau, anh ấy liền đưa Miho và bố vợ tới một nhà hàng sang trọng. Trong lúc ăn tối, điện thoại của Trang Ho bỗng reo lên. Hóa ra là cuộc gọi của một vị cảnh sát, đối phương yêu cầu anh cầm theo chiếc USB ghi lại hành trình kia ra gặp mặt. Anh không dám bỏ lỡ chuyện quan trọng liền đáp ứng. Thế nhưng khi vừa ra ngoài, nhân viên liền đưa cho anh một cốc cà phê, anh ấy vui vẻ nhận lấy mà không nghĩ nhiều. Lúc lái xe anh ấy chỉ uống có một ngụm. Không bao lâu sau, Trang Ho bắt đầu xuất hiện ảo giác, cả thế giới dường như đều đang chuyển động. Đến xe của anh ấy cũng bắt đầu mất khống chế, tăng tốc không ngừng. Sau một hồi mất khống chế, chiếc xe liền bị lăn mấy vòng trên đường. Sau khi được các bác sĩ cứu sống, đợi đến khi anh ấy tỉnh lại mới phát hiện ra, bằng một cách kỳ lạ nào đó, bản thân anh lại trở thành một tên thiên tài lừa đảo. Rất nhanh tin tức này đã trở nên vô cùng nóng trên khắp các trang mạng, cho dù là đồn cảnh sát hay là các tội phạm ở trong tù, không một ai là không biết tới anh. Mà điều càng khiến anh phát điên là phía cảnh sát đã phát hiện ra một số lượng lớn thuốc phiện và vàng ở văn phòng luật sư của anh. Lúc này, phía cảnh sát yêu cầu anh hãy giải thích về chuyện này. Nhưng đến bản thân anh cũng không biết tại sao khi mình tỉnh dậy bản thân mình lại biến thành thiên tài lừa đảo Big Mao. Cứ như vậy, anh chính thức bị điều tra, chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày, từ một luật sư, giờ đây anh ấy lại phải vào tù. Cho dù sau này anh ấy có thể rửa sạch mọi hiềm nghi thì lần này đã hủy hoại cả cuộc đời của anh ấy. Luật sư chỉ trong một đêm đã bị vu oan vào tù, muốn dùng cái chết để chứng minh trong sạch cho mình. Không ngờ trở thành đại ca trong ngục, vì vậy Trang Ho đã ra quyết định táo bạo sẽ để những tội phạm ở đây thủ tiêu mình. Người đầu tiên là đại ca xã hội đen ở trong tù, Trang Ho cầm đĩa cơm tới khiêu khích ông ta. Ông ta còn tưởng anh đến hiếu kính mình, nhưng Trang Ho lại đổ đồ ăn lên đầu ông ta ngay trước mặt mọi người còn bảo ông ta hãy thủ tiêu anh đi. Tất cả mọi người đứng dậy nhưng bị ông Chun Sik cản lại. Trang Ho dường như phát điên nói, sao, như này vẫn chưa đủ à? Tôi bảo ông thủ tiêu tôi đi, cái tên khốn này. Cần tôi cho ông một cái rìu không? Ông là thợ mộc mà đúng không? Không có rìu không thủ tiêu nổi ai à? Ông ta tức giận bẻ gãy đôi đũa nhưng không ngờ Trang Ho lên cơn điên vẫn chưa dừng lại. Một cú đấm khiến ông ta ngất xỉu xuống dưới đất. Đây đúng là vụ bạo lực chấn động cả nhà giam, một luật sư yếu ớt lại dám tấn công đại ca trong nhà giam. Trang Ho cũng ngơ ngác không ngờ anh lại đáng gờm tới vậy. Trước giờ anh chưa từng đánh ai vì vậy không ngờ tới cú đấm của mình lại mạnh đến vậy. Sau đó Trang Ho lại nhắm vào tên sát nhân biến thái. Hắn ta là tội phạm thủ tiêu người liên hoàn, hơn nữa còn mắc bệnh thần kinh. Hắn từng cắn nát tai bạn tù, ngay cả cai ngục cũng không dám chọc vào anh ta. Trang Ho dùng hết dũng khí để gặp trực tiếp hắn ta. Anh vất bọc tải lên người hắn ta, sau đó liền khiêu khích đối phương. Anh lớn giọng nói, mẹ mày sau khi đẻ mày ra đã uống canh rong biển à? Sau khi bà ấy sinh ra loại thần kinh như mày rốt cuộc đã ăn phải cái gì vậy? Tôm răm hay là tiết canh bò? Tên biến thái liền nở nụ cười đáng sợ móc một con dao từ trong túi ra. Thấy mục đích của mình sắp đạt được, mau ra tay đi. Thấy đối phương vẫn còn do dự, Trang Ho lại bắt đầu lên cơn. Anh cầm tay đối phương bắt anh ta phải thủ tiêu mình nhưng cuối cùng anh ta lại bỏ tay xuống. Trang Ho tiếp tục khiêu khích hắn, sao, cho mày cơ hội mà còn không cần sao. Mày phải thủ tiêu đủ 10 người để khoe khoang với mẹ mày chứ, cái tên khốn không bằng xúc sinh này. Trang Ho vốn tưởng mình sắp được ngắm gà khỏa thân không ngờ tên xúc sinh lại bỏ dao xuống ngồi sụp xuống đất khóc lóc. Anh thấy cảnh này lập tức sững sờ, mẹ ơi, mình không nên nhắc tới tên thần kinh này, Trang Ho không ngờ muốn chết lại khó đến vậy. Tiếng tăm của Trang Ho đã vang xa cho dù tên sát nhân hay đại ca xã hội đen đều không dám động vào anh. Thậm chí nhà ăn còn cho anh phần ăn của hai người. Nhớ tới lúc trước ngục trưởng đã làm khó mình, Trang Ho lại bắt đầu nhắm tới ngục trưởng. Chỉ cần anh vượt ngục thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Nửa đêm Trang Ho cố ý trèo ra ngoài, ngục trưởng phát hiện ra liền ra lệnh cho người nổ súng bắn chết anh. Cuối cùng anh cũng chạy ra được, ngoài vẫy tay với cai ngục để anh ta bắn chết mình. Rất nhanh các cai ngục khác cũng tới bao vây anh. Anh điên cuồng khua tay nổ súng đi, nổ súng đi. Đây là nam chính đen đủi nhất mà tôi từng gặp, tham gia thi đấu nhảy sào thì đột nhiên lại gãy sào. Vốn tưởng giành sẽ lấy được quán quân, ai ngờ thành trò cười trước mặt bạn gái và nhân dân cả nước. Bây giờ vì uống nước mà bị vu oan là sử dụng ma túy, kỳ lạ hơn là cảnh sát đã phát hiện ra hơn 5 tỷ vàng và một lượng lớn súng ở trong phòng làm việc của anh. Các trần nhà xuống thử thì phát hiện có rất nhiều tiền mặt ở trong đó. Trang Ho bị cảnh sát đưa tới phòng của ba ông trùm, lúc này anh mới ý thức là họ đã hãm hại mình. Mấy ông trùm ra lệnh cho người đánh anh. Đột nhiên TV lại đưa tin anh là tên lừa đảo thiên tài, đã lừa được 100 tỷ won của ông trùm Gong Jin-hun. Jin-hun thấy tin tức này lập tức hốt hoảng vội vàng gọi điện cho ngục trưởng hỏi Trang Ho đang ở đâu. Nghe thấy Trang Ho đã bị đánh chết, Jin-hun bảo anh ta phải cứu sống anh bằng mọi giá. Chỉ có như vậy ông ta mới lấy lại được số tiền mà mình bị lừa. Trang Ho lúc này đã ngừng thở. Ngục trưởng đưa ra một nhóm bác sĩ tới, ba ông trùm ngơ ngác không hiểu gì, bác Trang Ho là tên lừa đảo thiên tài Big Mao. Cái gì? Ông nói gì cơ? Chết tiệt, ngục trưởng bảo bác sĩ phải cứu được anh. Vào lúc mọi người cho rằng anh không thể sống lại được, đột nhiên Trang Ho mở mắt to ra. Anh nhìn tin tức trên TV thì thấy rất nực cười. Mới hôm trước anh còn chắc chắn với vợ rằng anh sẽ được cả nước biết tới. Không ngờ anh lại nổi tiếng theo cách này, ba ông trùm đặc biệt tới xác nhận xem anh có phải Big Mao không. Lúc này Trang Ho không còn gì để mất nữa, anh không ngừng khiêu khích đối phương. Đối phương muốn đánh anh nhưng lại không làm gì được. Một ông trùm nói nhìn thế nào cũng không thấy anh giống lừa đảo. Tôi lại thấy cậu ta thực sự là Big Mao. Cậu không cần nói gì đã khiến mọi người tin rằng cậu ta không phải Big Mao. Nếu như cậu ta đúng là Big Mao thì không đáng sợ lắm sao.
Gong Jin-hun đe dọa nếu như họ dám động vào Chang-ho thì sẽ lấy mạng họ bù vào 100 tỷ won. Trước khi tôi cho phép, mấy người không được phép đụng vào một sợi lông Park Chang-ho. Tới lúc đó đừng nói là tôi chưa cảnh cáo mấy người. Mọi người ở trong tù hóng hớt các kiểu, có người nghĩ rằng anh là Big Mao. Có người nói mình đã từng thấy Big Mao thật sự, chiều cao bằng 1m8, phía sau có hình xăm con chuột. Còn có người nói Big Mao thật ra là gái, là một người phụ nữ vừa gợi cảm vừa đáng sợ mà băng đảng ở Nhật. À, đều là anh em kết nghĩa với Big Mao, nếu như động vào anh ta sẽ bị trừ khử lúc nào không hay, ngay cả ngục trưởng cũng mời anh tới ăn sơn hào hải vị Chang Ho. Không biết đột nhiên nhận được đãi ngộ đặc biệt thì có chút ngơ ngác, còn tưởng mình đã gặp được cứu tinh. Ngục trưởng hỏi anh người ở đâu, cố ý nói hai người là họ hàng. Vậy cậu chắc là cháu trai đời thứ 28 rồi, còn tôi là 27. Chang Ho tưởng rằng ông ta nói thật, vui vẻ gọi anh ta là anh cả. Cậu thật sự là Big Mao sao? Không phải. Ngục trưởng nghe xong liền thay đổi sắc mặt, giật lấy chai nước anh còn chưa kịp uống. Cậu gọi ai là anh cả vậy? Muốn chết à? Nhốt tên này vào phòng cấm túc 5 ngày đi, chờ đã anh cả ơi. Trong tù, tên tội phạm cầm đầu dẫn theo một nhóm anh em mang theo xô phân kiêu ngạo đến tìm quản ngục để tính sổ. Anh muốn làm gì đây? Đói rồi, cho bọn tôi ăn đi. Đối diện với lời đe dọa của tội phạm, làm sao những tên quản ngục kiêu ngạo như vậy lại có thể nhịn được chứ? Bọn chúng lấy rùi cui ra và ra lệnh cho các tù nhân nhanh chóng rời đi. Nhưng tên cầm đầu lại không nói gì, lấy xô phân và bắt đầu hất vào phía chúng. Vì vậy tất cả các tù nhân đều bao vây đến hóng drama. Thấy quản ngục vẫn đứng rừng rưng như không có gì, Chang Ho lập tức bảo các bạn tù đổ đầy phân vào thùng. Ngay sau đó chiến tranh đã nổ ra. Qua đây đây, đem cơm đến đây. Mặc dù mọi người cảm thấy rất thối nhưng mọi người đều vẫn vỗ tay khen ngợi hành động Chang Ho, bởi vì nhà tù này có chế độ phân biệt rất gay gắt. Những tên tội phạm VIP đều được đối xử như thượng đế, không những có quản ngục hầu hạ trước sau mà có thể hút xì gà và uống rượu vang đỏ, các phương tiện giải trí luôn sẵn sàng phục vụ. Tội phạm cấp độ 2 bọn chúng cũng được hưởng vô số các loại phúc lợi khác nhau, ngay cả khi gây rắc rối cũng không bị trừng phạt. Mà những tên tội phạm này đều đi theo những tên VIP, chỉ cần nghe lời làm theo là có thể nhận được bảo vệ của bọn chúng, không cần phải lao động mệt mỏi nặng nhọc. Cuối cùng là những tội phạm có cấp bậc thấp nhất, bọn họ không có tiền, cũng không có gia thế, ở trong tù này được gọi là nô lệ. Không chỉ đối xử thấp hơn một bậc mà còn bị làm việc ở những nơi bẩn nhất, đồ ăn cũng đều là cơm thừa canh cạn. Chính điều này đã gây nên sự bất mãn của nhóm người ở cấp bậc thấp nhất, vì vậy mới có một màn như đầu video. Ngày hôm đó cai ngục tự nhiên tập hợp các tù nhân lại, những người bị gọi tên sẽ đứng lên phía trước Chang Ho, không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm thấy mơ hồ. Cậu nhóc Jerry đã nói với anh quản giáo đang phân loại tù nhân một số người đã chủ động hối lộ. Anh ta liền được đối đãi ở cấp bậc 2, chưa nói xong một tù nhân trong nhóm đã xông ra hét lớn rằng mình cũng đã nộp tiền nhưng tháng này đã nộp chậm mấy ngày liền bị đuổi ra khỏi cấp bậc 2. Mà sự phản kháng này bị bọn cai ngục đập cho một trận mà những tù nhân đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Chỉ có Chang Ho dũng cảm bước ra, nghiêm cấm bọn họ không được làm vậy. Nhưng cho dù Chang Ho có phản kháng lại cũng vô dụng, bởi ở đây quản giáo mới là người có uy quyền nhất, mà hành động vừa rồi của Chang Ho đã bị bắt đưa đi chỗ khác, đồng thời còn để anh đi dọn phân ở bể phốt. Hôm đó khó khăn lắm Chang Ho mới xong việc muốn ra bãi tập để hít không khí. Lúc này bọn Chebon liền ra trò bẩn thỉu, bọn chúng để ông đầu chọc đi mua chuộc một tù nhân, yêu cầu hắn ta chờ thời cơ để thủ tiêu Chang Ho. Tù nhân này từ từ tiến gần, vừa đi vừa rút dao ở trong túi ra. Tên quản ngục thông qua màn hình giám sát đã phát hiện ra có điều không đúng ở đây, vì vậy đã ra lệnh cho cấp dưới. Cũng may Chang Ho đã tránh được một đao này của hắn ta, hai người lao vào đánh nhau. Lúc Chang Ho suýt bị đâm, quản giáo đã kịp thời đến đánh ngất hắn ra. Chang Ho mặt đầy máu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lại thấy bọn Chebon cách đó không xa, ánh mắt hung ác đang nhìn về phía mình. Đột nhiên Chang Ho đã hiểu ra mọi chuyện, vậy là bọn chúng lại muốn thủ tiêu mình, điều này cũng nói rõ phải đem mình trở thành Big Mao chứ không phải bọn chúng. Sau chuyện này giám đốc nhà tù lại gọi anh đến nói chuyện, ông ta nói mình không hề tin Chang Ho chính là Big Mao, chỉ là Gong Ji-hun vẫn luôn tin, vì vậy Chang Ho mới tồn tại được. Một khi lời nói dối được phơi bày cũng chính tỏ rằng cái chết của Chang Ho đang cận kề. Không chỉ như vậy, người nhà của anh cũng bị đe dọa, bất cứ ai đã có bằng chứng camera hành trình từng người một bị tiêu diệt. Vì sao giám đốc nhà tù này lại nói như vậy, là muốn giúp Chang Ho cải trang thành Big Mao hay là tận dụng cơ hội? Nhưng nghe thấy tính mạng Mi Ho sẽ bị đe dọa, ngay lập tức Chang Ho không nhịn được nữa cảnh cáo, không được động vào vợ tôi, dám động vào vợ tôi ông sẽ chết chắc. Cùng một nhà tù, người có tiền thì ăn chơi đàng điếm, các phương tiện giải trí luôn sẵn sàng, mà các tội phạm cấp độ 3 không có tiền và gia thế sẽ cử đi làm việc ở những nơi vô cùng bẩn thỉu. Nếu như không đứng yên, cả người đều bị ngã vào trong bể phân, mà người đàn ông này sẽ cai trị số phận của mỗi một người trong đây. Ông ta chính là giám đốc nhà tù, dựa vào các hối lộ của các tù nhân mỗi ngày sống xa hoa đồi trụy. Nhưng số tiền mà các tù nhân hối lộ cho ông ta đã không thể nào lấp đầy được lòng tham của tên này. Ngày đó ông ta đã khóa mục tiêu tiếp theo chính là Chang Ho. Ông ta tìm Chang Ho nói rằng nếu như vẫn muốn tiếp tục nhận được sự bảo vệ thì hãy lấy ra 5% tổng số tiền lừa đảo của Big Mao làm phần thưởng, cũng chính là 5 tỷ won. Nhưng ông ta đã đoán rằng Chang Ho không phải là tên lừa đảo Big Mao khét tiếng, vì vậy đã nói ra kế hoạch của mình. Ông ta muốn Chang Ho dùng thân phận Big Mao, bảo anh hợp tác với mình lừa Gong Ji-hun. Sợ Chang Ho không hợp tác, ông ta đã dọa vợ Mi Ho và bố vợ của anh. Nhưng Chang Ho không sợ chết, lại xem mạng sống của vợ mình quan trọng hơn tất cả. Rất rõ ràng kế hoạch của tên giám đốc đã động đến điểm yếu của Chang Ho. Ngay lập tức anh ấy đã lộ ra vẻ hung ác, nếu như ông dám động vào vợ tôi, các người sẽ chết chắc. Anh điên rồi sao? Dựa vào anh thì có thể làm được gì chứ? Big Mao, cái gì? Tôi chính là Big Mao thực sự, cái tên ngu ngốc này. Tôi sẽ cho ông nhìn thấy rõ vì sao tôi lại được gọi Big Mao. Ngày hôm đó Chang Ho vừa mới dọn dẹp bể phốt xong lại được có ai vào thăm tù, mà người đó chính là vợ của anh Mi Ho.
Thấy vợ mình vì chuyện mình vào tù mà trở nên mệt mỏi hốc hác như vậy, Trang Ho biết rõ mình tiếp tục không thể liên lụy đến vợ nữa. Vì vậy đã chủ động nhắc đến chuyện ly hôn với Miho. Nhưng tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm Miho biết rõ tình yêu chồng dành cho mình, cô không nói gì lập tức bước đến ôm anh vào lòng, hoàn toàn không để ý mùi trên người của chồng. Anh có thể sẽ chết ở trong này, vậy em sẽ chết cùng anh, cùng lắm thì chúng ta lên thiên đường sống tiếp. Lời này nói ra ngay lập tức Trang Ho đã dỡ bỏ phòng bị. Anh oán hận bản thân từ trước đến nay chưa cho vợ mình được cuộc sống sung túc, bây giờ còn liên lụy phải chịu khổ cho mình. Lúc này Trang Ho không thèm đếm xỉa đến hình tượng một người chồng nghiêm nghị bật khóc thành tiếng, mà chính sự cổ vũ của Miho ngay lập tức đã nhen nhóm lại ý chí chiến đấu của anh. Vì vậy Trang Ho quyết định nhất định phải khiến cho mọi người tin mình chính là Big Mao, như vậy mình mới có cơ hội để tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, cũng có khả năng thương lượng với hắn. Mặc dù là giả, nếu như bạn ở một mình vẫn ở thế yếu, anh ấy lại quay trở lại nhà tù quyết định chiêu binh mã. Bởi lần trước anh đã giành được lợi ích cho mọi người, vì vậy các tù nhân đã cúi đầu trước Trang Ho. Sau một hồi suy nghĩ, Trang Ho quyết định dựa vào năng lực của chính mình thực hiện ước nguyện của mỗi người, thu phục lòng người. Chả mấy chốc, việc Trang Ho giúp thực hiện nguyện vọng của mỗi người đã lan đến tay ba tên Chaebol. Đương nhiên bọn chúng không hy vọng Trang Ho sẽ trở thành đại ca chỗ này, vì vậy đã lên kế hoạch mua chuộc quản giáo để hợp tác tiêu diệt uy tín của anh, yêu cầu anh ta nhắm một mắt mở một mắt. Sau khi ông ta làm xong việc sẽ có 300 triệu chảy vào tài khoản. Mà tên tham lam này nghe thấy tiền đã đồng ý ngay lập tức. Ngày hôm sau, tên ám sát Trang Ho lần trước liền được sắp xếp ở cùng phòng anh. Vì để đập tan những hoài nghi của Trang Ho, hắn ta đã quỳ xuống xin lỗi anh, tuyên bố rằng mình bị một tên nào đó dụ dỗ, không còn lựa chọn nào khác nên phải làm theo. Nhưng lúc hắn nói chuyện để lộ sơ hở trên mặt vẫn lộ ra sự hèn hạ mà chính hắn cũng không biết. Nhưng Trang Ho vẫn tha thứ cho hắn. Đêm đó anh không ngủ còn giấu một con dao dưới gối. Trang Ho cảm giác kẻ thủ tiêu mình có thể trở thành bạn cùng phòng của mình nhất định là có sự giúp đỡ của tên giám đốc nhà tù. Tù nhân giả vờ phục tùng Trang Ho, thậm chí còn cố ý hối lộ quản giáo để mang trứng luộc về cho anh. Nhưng cho dù hắn ta có làm vậy, Trang Ho vẫn luôn phòng bị. Giờ nghỉ ngơi, tên đầu chọc đã gọi một nhóm người đến, kế hoạch ám sát lại bắt đầu. Hai nhóm người được cử đến bắt đầu lao vào đánh nhau. Trùng hợp đúng lúc này, tên sát nhân biến thái đã lấy dao ra và đi về phía Trang Ho. Hóa ra tên cùng phòng mới chỉ là lá chắn. Tên biến thái này mới thật sự là một trong ba tên Chaebol, từ lúc bắt đầu đã ngắm ở bên cạnh Trang Ho. Nhìn thấy hắn ta chuẩn bị đâm mình, Trang Ho vô cùng kinh ngạc, mà lúc này tên giám đốc nhà tù thông qua camera đã biết được mọi chuyện. Hóa ra ông ta vẫn luôn trung thành với Gong Ji-hun, nhưng bọn Chaebol đã trả thù lao cho ông ta quá cao. Vậy nên ông ta đã quyết định ăn của cả hai bên, một bên bảo thuộc hạ phân phó cho tên sát nhân chỉ được đâm một dao, một bên lại chuẩn bị bác sĩ giỏi nhất đến cấp cứu. Mà lúc này Trang Ho chuẩn bị bị tên sát nhân đâm, trưởng phòng ở bên cạnh đột nhiên đã xuất hiện đỡ giúp anh một dao này. Trang Ho thấy vậy liền vô cùng tức giận, tiến lên trước đạp cho hắn ta một cái, sau đó giữ vết dao của trưởng phòng. Thấy bạn không ngại nguy hiểm để bảo vệ mình, lúc này Trang Ho đã hoàn toàn trở lại thành Big Mao thật sự. Luật sư phế hóa trở thành lão đại trong tù, đi vận động cũng có tiểu đệ đứng dưới đỡ lên, đổ mồ hôi có người đưa khăn giấy, đến mặc quần áo cũng có đàn em đứng bên cạnh hầu hạ. Ai có thể ngờ được một tuần trước anh còn là một bao cát bị mọi người ức hiếp. Trong tù một đám người đột nhiên xong đến thủ tiêu Trang Ho, may mắn có trưởng phòng cứu anh một mạng. Ngục trưởng hỏi anh ta sao lại mạo hiểm cứu Trang Ho, anh ta liền nói thầm vào tai hắn mấy câu, chỉ thấy biểu cảm của ngục trưởng lập tức thay đổi. Trang Ho bày tỏ lòng biết ơn cứu mạng của trưởng phòng, anh ấy hỏi Trang Ho cậu có phải Big Mao không. Nhìn trưởng phòng đã cứu mạng mình, Trang Ho không thể nói ra sự thật, nói mình chính là Big Mao. Trưởng phòng hỏi anh muốn xử lý kẻ thủ tiêu mình như nào. Trang Ho tiện miệng nói mấy câu, vậy tôi cần phải thủ tiêu sạch bọn họ sao. Không ngờ bởi vì câu nói này hôm sau liền có người treo quản ngục, không thể tin nổi hỏi có phải do anh làm không. Trang Ho lại không nói không biểu cảm gì, rõ ràng anh cũng bị dọa sợ. Không phải thủ tiêu người còn khó hơn sao. Đúng vậy, nhưng người chết toàn những kẻ cầm dao đâm cậu. Hai tên khác muốn thủ tiêu Trang Ho cũng không bình tĩnh được nữa, sợ mình cũng sẽ chết, cầu xin quản giáo đưa họ ra phòng sám hối cuối cùng. Dưới sự cầu xin cần thiết, ba người tiếp nhận trị liệu tâm lý rồi được thả ra, chúng như mất hồn đến nhà ăn. Trang Ho đang nghĩ chúng sẽ gặp chuyện gì tiếp theo mà ánh mắt anh trong mắt người khác càng như muốn đâm chết chúng, khiến chúng dọa đến run rẩy. Chỉ thấy Trang Ho tức giận đặt đũa xuống, dây tiếp theo một tên liền chúng độc ngã xuống. Tất cả đều náo động, một tên tội phạm cũng ngã xuống sùi bọt mép. Trang Ho cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, hai tên kia cứ thế chúng độc chết. Trang Ho liền nhận ra vấn đề, Big Mao có lẽ nằm trong những người này, ở rất gần mình. Kiểm tra hai người kia đều trúng độc kali, sau khi kiểm tra máy quay phát hiện ra hai người này chủ động ăn kali, vì vậy chứng cứ chứng minh là họ tự sát. Mục trưởng nhanh chóng đến phòng của Trang Ho, bảo tất cả họ ra ngoài rồi lục soát trong phòng nhưng không tìm được thứ gì cả. Mục trưởng tức giận hét các phạm nhân không được xem, nhưng họ không chút phản ứng nào mà chỉ cần một ánh mắt của Trang Ho tất cả ngoan ngoãn trở lại. Trong phòng, lời của mục trưởng còn không bằng một ánh mắt của Trang Ho. Có thể thấy địa vị Trang Ho cao thế nào. Ji-hun nghe tin đến tìm Trang Ho kiểm tra xem có phải Big Mao không. Bảo Trang Ho nói ra năm khách hàng đã từng giao dịch mai túy với Big Mao. Nào Trang Ho nào biết được danh sách đó. Ji-hun cho anh thời gian một tuần, đến lúc đó nếu chưa nói ra danh sách thì đó cũng là ngày chết của anh. Mà Miho ở bên ngoài vẫn chưa biết chuyện này, cô lấy mình làm mồi dụ công khai nói luận văn trong tay mình. Quả nhiên trong khi tan làm, một người đàn ông lén lén lút lút theo dõi cô. Miho cầm điện thoại nén chụp bóng dáng hắn ta, sau đó gửi ảnh cho bố cô. Sau khi bố cô thấy thì vội vàng lái xe. Miho thì trốn trong một căn phòng nén quan sát người đàn áo đen ngoài cửa sổ. Bố cô đến nơi lấy ảnh ra xác định là người này thì dùng kìm điện đánh ngất hắn. Miho ra nhìn thì là thư ký của thị trưởng Doha. Sau khi Doha biết chuyện thì đến đó giải thích anh ta lo lắng Miho sẽ gặp nguy hiểm, bảo thư ký đi theo bảo vệ cô mà thôi.
Để chứng minh lập trường của mình, Doha lấy ra bảo Miho đưa cho Trang Ho thì ra mấy ngày trước Ji-hun đánh cược với Trang Ho sau một tuần nói ra 5 người đã từng giao dịch với Big Mao. Nếu nói đúng chính là Big Mao, Trang Ho liều lĩnh đánh ngất quản giáo khu vực camera không quay được, cướp lấy điện thoại gọi cho Doha cầu cứu. Biến tôi thành Big Mao không gong Ji-hun mà là Big Mao thật sự, hắn đã động vào tiền lại không chịu được hậu quả mới khiến tôi thành con mồi, anh hiểu chưa? Anh hy vọng Doha sẽ đưa anh danh sách thật cho mình cứu mình một mạng. Mà Doha là phe đối đầu với Ji-hun. Ji-hun vẫn luôn đối đãi với anh ta như một con chó. Anh ta có được địa vị như hôm nay cũng có nhờ hắn giúp đỡ, nhưng thời gian Doha nhận chức cũng dựa vào anh không ít tiền. Bây giờ Doha không muốn làm chó theo đuôi nữa. Anh dám nói anh là chủ của tôi, anh chỉ là kẻ lái thuyền mà thôi. Kẻ lái thuyền nghe tôi sai khiến Ji-hun tức giận muốn đánh Doha, nhưng không ngờ bị Doha ấn ngược lại lên bàn. Để lật đổ Ji-hun, Doha quyết định đưa danh sách kiểm soát của mình cho Trang Ho. Trong tù, Trang Ho và Miho ôm lấy nhau, luật sư ở bên cạnh như bóng đèn. Miho đưa danh sách cho Trang Ho hỏi anh là cái gì. Trang Ho không muốn cô biết bản thân Chu Ho thành như nào, liền lần sau sẽ giải thích với cô, nhưng Trang Ho không ngờ được đây là danh sách giả cố ý để viện cảnh sát đưa cho Doha để vừa đánh bại Doha và Trang Ho. Nếu Trang Ho nói ra danh sách này thì thân phận anh giả thành Big Mao sẽ bị bại lộ. Trong tù, đàn em Trang Ho đang đặt cược, cược Trang Ho sẽ trừ khử 3 tên VIP kia. Kết quả VIP kia đông hơn, sau khi chúng biết liền đến đánh Jelly một trận rồi đưa đến Trang Ho. Trang Ho thấy đàn em bị đánh chảy máu mũi thì rất đau lòng, nói với những mời chọn Big Mao họ sẽ được thắng một đống tiền. Quản ngục lần này tự nhiên đi tới VIP đặt cược 100 triệu, Trang Ho không có danh sách, Trang Ho lại đánh cược 300 triệu là mình có. Sau khi Doha biết danh sách là giả liền gọi cho ngục trưởng, nhưng hắn trực tiếp tắt máy. Trang Ho không biết gì, lòng đầy tự tin đi ra ngoài dưới sự hoan hô của mọi người. Mà sau lần này anh sẽ triệt để trở thành Big Mao. Khoảnh khắc này anh ấy tự tin cầm danh sách khách hàng bước đi đầy oai hùng để chứng minh với mọi người rằng mình chính là Big Mao. Bấy lâu nay anh ấy không hề biết rằng danh sách mà mình đang nắm trong tay chỉ là những cái tên do Gong Ji-hun tùy tiện nói ra mà thôi. Mà thị trưởng Doha lúc này vội vàng đến trại giam, vào lúc ông ấy muốn nói chuyện riêng với Trang Ho thì bị quản ngục ngăn lại. Sau đó trưởng trại giam liền đi tới trước mặt thị trưởng trực tiếp từ chối yêu cầu của ông ấy. Tôi xin lỗi nhưng ngài hãy hiểu vị trí của tôi. Gong Ji-hun để lộ ra nụ cười chắc chắn rồi nhìn vị trí Trang Ho. Bởi vì chỉ cần Trang Ho viết ra danh sách giả kia, chắc chắn một điều anh ta là Big Mao giả mạo. Đến lúc đó không chỉ lột bỏ lớp mặt lạ của anh ta xuống mà phải cho anh ta sống không bằng chết. Một người chưa biết sự thật như Trang Ho thì vẫn vô cùng tự tin anh ngồi đối diện với Gong Ji-hun. Đột nhiên không khí trở lên im lặng, quang đầu thấy thị trưởng Doha đang bước vào trong phòng. Mà Gong Ji-hun nhìn thì càng chắc chắn rằng danh sách trong tay của Trang Ho chính là danh sách giả do chính ông ta viết ra. Lúc này trưởng ngục lấy ra hai ly rượu có để giấy và bút bên trong rồi đặt trước mặt hai người họ. Ông ta tuyên bố quy tắc của cuộc cá cược này. Mỗi người hãy viết ra cái tên mình biết, tôi sẽ mở ra cùng một lúc. Thế là cả hai người cùng viết tên lên tờ giấy đặt vào trong ly rượu. Trưởng ngục mở danh sách Gong Ji-hun viết ra trước rồi đọc lớn cho mọi người biết. Ao Chan-su, người cuối cùng là một người nước ngoài sao? Lucas Mudway không thể chờ đợi được nữa mà yêu cầu trưởng trại mong chóng đọc danh sách do Trang Ho viết nên. Nhưng dường như thời gian trong khoảnh khắc này như dừng lại, mọi người đều đang vô cùng chờ đợi. Chỉ thấy trưởng trại u sầu nhìn tờ giấy kia một lúc lâu lại gấp tờ giấy lại đưa cho Gong Ji-hun, giật lấy tờ giấy từ tay ông ta để xem danh sách bên trong. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là hai danh sách vậy mà giống hệt nhau. Chuyện gì thế này, sao của hắn lại giống y của anh vậy? Các người xem cái tên này mà xem, Lucas Mudway anh viết sai rồi này, anh viết thiếu chữ S rồi. Mà các tội giam đang chờ đợi kết quả khi nghe thấy Trang Ho đã thắng liền hét lên trong vui sướng. Chỉ có còn thị trưởng nhìn Trang Ho bằng ánh mắt nghi hoặc, bởi vì danh sách ông bảo Miho đưa cho anh ấy căn bản không là những cái tên này, vì sao Trang Ho lại viết ra được những cái tên này của những khách hàng thật sự? Lẽ nào Trang Ho chính là Big Mao trong lời đồn sao? Thế nhưng lúc này điện thoại của trưởng trại giam lại reo lên. Sau khi tắt máy, ông ta liền nhìn về phía Trang Ho. Bác Trang Ho, bên công tố muốn gặp cậu. Sao đột nhiên lại thế? Vì sao vậy? Bởi vì Ji To Hong đã bị bắt, chắc họ muốn phỏng vấn cậu ngay lập tức. Người đàn ông này vừa đưa đến phòng phỏng vấn, họ đang muốn nhân chứng chỉ ra anh ta có phải Big Mao hay không. Trang Ho quay ra nhìn một ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, mà không ngờ giây tiếp theo người đàn ông liền sủi bọt mép ngay tại chỗ. Sống lại cho tôi, cảnh tượng này khiến Gong Ji-hun tức tối đập mạnh xuống bàn, càng khiến thị trưởng tin rằng đó là Big Mao. Thế nhưng Trang Ho đã dùng ánh mắt đỏ au căm hận nhìn về phía Gong Ji-hun, liệu ông ta muốn thủ tiêu người rồi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình hay không. Lúc này Gong Ji-hun nhìn sự việc xảy ra trước mặt mình thì liền tức tối không ngừng mắng chửi ông ta, vốn để nhân chứng này nhận định Trang Ho có phải Big Mao không, thế mà giờ đây nhân chứng lại có kết cục như vậy, chết ngay tại phòng phỏng vấn của sở cảnh sát. Cuối cùng ông ta bất lực mà nghĩ đến việc tìm vợ của Trang Ho, bởi có lẽ cô ấy đang cầm trong tay bài luận văn của giáo sư Seo. Nếu như Trang Ho thật sự là Big Mao vậy thì bản luận văn ấy đang nằm trong tay vợ của Trang Ho. Đó chỉ là một lời nói dối, tôi đã hỏi lại cô ấy rồi, nếu như không phải nói dối thì sao, cô ta là vợ của Big Mao. Thế là Gong Ji-hun một mình hẹn vợ của Trang Ho ra để gặp mặt ở nhà hàng mà thị trưởng Choi đã đặt chiếc máy nghe lén ở đó để nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ không. Gong Ji-hun dùng những lời lẽ uy hiếp để Miho giao bản luận văn của giáo sư Seo ra, nhưng Miho lại kiên định mà quay lại nói với ông ta rằng tôi nghĩ ông mới là người chuẩn bị gặp nguy hiểm đó, chồng của tôi là Big Mao mà nhỉ. Mà thị trưởng cho bên này không lấy được thông tin nào, vừa tháo chiếc tai nghe ra liền nhận được điện thoại của Miho. Cô không ngừng cảm ơn danh sách mà thị trường cho đưa cho mình mới khiến cho Gong Ji-hun tin chồng mình là Big Mao. Và cũng bởi vì có được cái danh xưng Big Mao, Gong Ji-hun mới không dám làm gì cô. Thế nhưng nghe thấy những lời này của Miho càng khiến cho thị trường thêm nghi hoặc. Mà trong trại giam lúc này, mọi người đang vô cùng vui vẻ.
mang đến để đổi thẻ dành cho người thắng cuộc, mà số tiền cá cược lớn hơn vẫn là số tiền 300 triệu won mà ba tên tài phiệt thua sau khi giao lại số tiền thua cược. Bọn họ liền tức tối rời khỏi đó, còn Trang Ho lại lấy số tiền ở trong vali ra để xuống trước mặt của trưởng trại giam. Đó là để mua chế độ phục vụ dành cho VIP giống như ba tên kia, hơn nữa còn chuẩn bị cho tất cả những tù nhân ở trong đây. Một bữa ăn thịnh soạn, đối mặt với chân lý trưởng trại giam lập tức phục tùng, thế là Trang Ho liền giống như một vị anh hùng được mọi người khen khi tới nhà ăn. Tất cả mọi người đều đang hô hào tên của anh mà ba tên tài phiệt thì chỉ có thể ngượng ngùng mà ngồi trên sofa. Nghĩ đến việc Trang Ho chính là Big Mao càng khiến cho bọn chúng bất an. Bởi vì những người từng đắc tội với Trang Ho không chỉ có người chết ngay tại phòng biệt giam, còn có những tù nhân chúng độc chết ngay tại nhà ăn. Bọn chúng chạy tới cầu cứu người từng là lão đại trong trại giam này. Lúc này Trang Ho mang đàn em đến trước mặt bọn họ dùng khẩu khí cứng rắn, ra lệnh cho bọn họ mấy ngày nữa ngay tại phiên tòa, hãy trung thực mà kể lại mình đã thủ tiêu giáo sư Seo ra sao. Anh ta vốn không phải là do bọn tôi giết, vì sao bọn tôi lại phải tự đào hố chôn mình như vậy chứ? Nếu không thì các người sẽ mất mạng trong trại giam này mà không rõ nguyên nhân. Nói xong, anh liền quay người rời đi, vì để tăng thêm sự sợ hãi của bọn họ đối với cái danh xưng Big Mao này, Trang Ho cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch của mình. Tôi phải ra tay rồi, theo chân của Big Mao và làm theo cách của tôi. Lúc này anh ấy oai vệ ngồi ở vị trí trung tâm của sân vận động như một vị vua mà quan sát xung quanh. Tiếp đó, một tấm băng rôn bỗng xuất hiện, bên trên được viết những chữ to màu đỏ. Muốn thực hiện những nguyện vọng trong lòng thì mau chóng bước tới giáo đường của Kinh Thánh. Sau đó, Trang Ho một mình bước tới giáo đường để cầu nguyện. Chúa đã nói ta sẽ giao kẻ thù cho người tùy ý định đoạt, mà ngày đó chính là ngày hôm nay. Người đàn ông này đang rảnh rỗi ngồi trong nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn thì bỗng nhiên một xô nước lạnh bỗng dội thẳng vào đầu hắn. Anh ta vừa ngước đầu lên thì một sợi dây điện bỗng rơi xuống. Ngay sau đó ba tên tài phiệt nhìn về phía Trang Ho như nhìn thấy tai họa, sau đó liền sợ hãi mà tháo chạy. Lúc này, tất cả mọi người đều coi anh ấy chính là Big Mao, nhưng rốt cuộc anh ấy có phải là Big Mao hay không? Có lẽ chỉ có mình Trang Ho là người rõ nhất. Sau khi bị dọa cho sợ vãi đái, ba tài phiệt liền tìm tới chỗ Gong Ji-hun để cầu cứu, hy vọng ba người họ có thể chuyển đến trại giam khác. Nếu không thì dựa vào tính cách có thù phải trả của Big Mao thì ba người họ sẽ bỏ mạng ở đây mất. Nhưng Ji-hun lại nói với họ rằng, cho dù bọn họ có chuyển đến trại giam khác thì vẫn sẽ mất mạng như chơi, bởi vì tổ chức của Big Mao đã được bố trí khắp Hàn Quốc. Ít nhất ở đây còn có được sự bảo vệ của ông ta và trưởng ngục. Nói xong, dưới sự dẫn đường của quản ngục, Ji-hun rời khỏi trại giam. Thế nhưng lúc này, ông ấy liền phát hiện ra Trang Ho ra oai phong ngồi ở trên bậc thang. Trang Ho hỏi Ji-hun vì sao phải phá hỏng quy tắc mà uy hiếp vợ của anh. Lẽ nào ông ta không biết rằng đây là quy tắc không thể phá bỏ sao? Nghe thấy hai chữ quy tắc, Ji-hun liền quay lại nói với Trang Ho rằng ở trong trại giam, có lẽ anh ấy là Big Mao nên có thể hô mưa gọi gió. Nhưng ở bên ngoài, lời nói của anh ta mới là quy tắc mà. Lúc này anh ta liền nhận được điện thoại của vợ. Bà ta tức tối mà hỏi anh ta vì sao lại tặng cho bà ấy loài hoa mà chỉ dành cho người chết là do cậu tặng sao. 34 bông cúc trắng, cô ấy 34 tuổi, đúng không? Nếu như anh còn dám động đến Mi-ho nhà tôi, thì tôi sẽ tặng cho anh món quà đáng sợ nhất trên thế giới này. Sau khi Trang Ho uy hiếp Ji-hun xong, anh liền rời đi dưới sự quan sát của trưởng trại giam, mà Ji-hun lúc này lại đang cắn răng nhìn về phía bóng lưng của Trang Ho, nhẫn nhịn sự phẫn nộ trong lòng mình. Ông ta muốn lập tức kết thúc sinh mạng của Trang Ho, nhưng trưởng trại giam cố ý mà nhắc nhở ông ta, trừ khi là ông ấy không còn muốn lấy lại số tiền 1 tỷ luôn mà Big Mao đang cất giữ. Nghĩ đến số tiền 1 tỷ luôn của mình không gì hơn, chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng. Cùng lúc đó Trang Ho đưa tên béo của nhóm VIP tới căn phòng dưới tầng hầm. Bởi vì Trang Ho suýt chút nữa đã bị ba tên này ép chết tại đây cùng là địa điểm đó, ngày tháng trôi đi vai vế cũng đã thay đổi. Giờ đây anh ấy đã trở thành Big Mao trong căn phòng tối tăm. Anh nhìn về phía người đàn ông đang quỳ dưới đất, một lần nữa ra lệnh cho anh ta hãy khai ra trước tòa rằng mình đã thủ tiêu giáo sư Seo. Nhìn thấy tên béo đó không trả lời, Trang Ho cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp để đàn em treo tên mập kia lên trên cao, sau đó đặt bay chiếc ghế dưới chân hắn, mà tên béo lúc này cũng không còn dễ dụ nữa. Cậu em JJ cũng khó mà tin được tất cả những chuyện này là do Big Mao, người mà anh luôn sùng bái, làm ra. Anh đã hứa sẽ thú tội rồi đấy. Big Mao thực sự là ai? Hiện tại trên mạng đang có rất nhiều lời đồn đoán, thậm chí còn phân tích mỗi một nhân vật trong bộ phim. Thế nên chúng tôi cũng to gan mà dự đoán một chút, có lẽ Big Mao căn bản không phải là một người mà là một tổ chức tội phạm rất lớn. Còn vì tại sao thì hãy cho phép tôi được giải thích cho mọi người biết đầu tiên. Cho dù là ở trong trại giam hay là bên ngoài trại giam thì đều có dấu chân của Big Mao rất rõ ràng, rằng đây không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Bởi vì những người từng đánh nhau với Trang Ho lúc đó, chính Trang Ho cũng nhận ra rằng đây là thủ đoạn của Big Mao. Có lẽ hắn đang ở trong số những người, hắn đang ở rất gần với mình. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Trang Ho là có thể đoán ra được anh ấy căn bản là không có cơ hội có thể phân thân trước mặt. Tất cả mọi người để làm hại những người tù nhân kia hoàn toàn có thể loại trừ suy đoán của mọi người rằng Trang Ho chính là Big Mao. Tiếp theo là cậu em JJ, trên tay anh ta không chỉ xăm hình một chú chuột dễ thương mà tên của anh ấy cũng chính JJ, tên con chuột. Sở dĩ anh ta bị nhốt vào đây chính là vì mắc tội trộm cắp. Thế nhưng đây là nhà tù để giam giữ những phạm nhân cực kỳ nguy hiểm, mà một phạm nhân với tội danh ăn cắp lại bị giam giữ ở đây thì quả thực không hề hợp lý một chút nào. Mà trong phim anh ta cũng từng nói với Trang Ho rằng vì sao mình lại xăm hình chú chuột con ở trên tay tôi, đặc biệt lấy biệt danh là Cherry, là bởi vì tôi thực sự hâm mộ anh. Miễn rằng xót xa, sau này tôi sẽ thành tâm mà hầu hạ. Mà lời thoại này của anh ta khiến tôi cảm thấy vô cùng thành thật. Rất có khả năng anh ta chính là đàn em của tổ chức Big Mao Trang. Một lần khác khi Trang Ho đang dọn dẹp ở trong trại giam, lúc anh ấy đang nghĩ lại là ai đã biến mình thành Big Mao.
Bỗng nhiên tiếng chuông ăn cơm reo lên, màn hình bỗng nhiên xuất hiện một người, từ đó mà ám hiệu rằng nhân vật thứ hai của tổ chức Big Mao đã xuất hiện, đó chính là người quản ngục vẫn hay đi theo trưởng trại giam. Lại nhớ tới lúc Trang Hồ còn là luật sư chính, anh ta là người đưa Trang Hồ tới gặp ba tên tài phiệt, mà anh ta cũng là người duy nhất có thể khiến cho tù nhân ở phòng biệt giam như hạ độc các tù nhân ở nhà ăn. Và lúc này ở dưới cống cũng khiến tôi nhớ đến một lời thoại ở tập đầu tiên, cổng nhà mình bị giò nước rồi, bây giờ sửa kiểu gì đây, được rồi cứ để như vậy đi, ly hôn đi, nay còn bị điên ạ. Những lời nói của Miho nói với Trang Hồ càng giống như là một lời thoại để thay thế rằng trong nhà họ có một Big Mao. Vậy thì mục tiêu vô cùng nhỏ, nhà họ chỉ có Miho, Trang Hồ và bố vợ của Trang Hồ. Sau đó, phía cảnh sát đã tìm ra số chứng cứ và tiền của Big Mao ở phòng làm việc của Trang Hồ. Như vậy có thể loại bỏ Miho, người chưa từng tiếp xúc với văn phòng luật sư của Trang Hồ ra, mà sót lại chỉ còn duy nhất một mình bố vợ, ông ấy chính là Big Mao. Bởi vì danh sách tên khách hàng có tới hai bản, một bản là danh sách do thị trưởng tìm ra, còn một bản là danh sách do Miho đưa cho Trang Hồ, rất rõ ràng danh sách kia đã được thay đổi. Vậy mà danh sách mà Trang Hồ lấy được lại là danh sách khách hàng thật, ai là người có cơ hội để đổi danh sách này cơ chứ? Tôi vẫn cho rằng người thay đổi danh sách này chính là bố vợ của Trang Hồ rồi để con gái đưa cho Trang Hồ. Cuối cùng có người nhìn thấy trailer tập tiếp theo cho rằng Trang Hồ chính là Big Mao. Nhưng điều mà tôi muốn nói là trước đó Trang Hồ căn bản không phải là Big Mao. Big Mao thực sự mới chính là bố vợ của anh. Mà Trang Hồ mặc dù trước đó không phải là Big Mao, nhưng sau khi đưa danh sách kia, anh ấy đã thực sự trở thành Big Mao. Còn về động cơ, có lẽ là do Trang Hồ đã tiếp nhận một vụ án vô cùng nóng hổi, cho nên anh ấy đã mặc lên bộ giáp của Big Mao để bảo vệ tính mạng cho chính mình. Hơn nữa vẫn còn một khả năng, đó là bố vợ đã để cho Trang Hồ trở thành người kế nhiệm của Big Mao. Cô y tá này vừa sắp xếp xong các dụng cụ, bỗng một nhóm tù nhân đi vào hội trường. Bọn họ cũng không khách khí, không ngừng đánh giá các y bác sĩ trước mặt, nhưng khi vừa nhìn thấy cô y tá kia, một tù nhân lập tức đứng ra, chị dâu chào chị. Hành động này lập tức khiến cô bất ngờ vô cùng, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Một cảnh ngục bước tới bên cạnh cô, tôi xin lỗi vì lúc nãy đã không nhận ra cô, thái độ hưởng đặc quyền này lập tức khiến các nữ đồng nghiệp ngẩn ngơ. Sau đó anh ta trực tiếp đưa Miho đến phòng giải trí VIP mà Trang Hồ cũng đã lên đồ và chuẩn bị chu đáo. Sau khi cảnh ngục rời đi, anh nóng lòng muốn ôm lấy vợ mình. Nào ngờ Miho lại đẩy anh ra, vì những gì mà Trang Hồ biểu hiện ra lúc này hoàn toàn không phải Trang Hồ mà cô quen biết. Điều này cũng khiến cô càng nghi ngờ thân phận thật sự của chồng. Vì vậy, bất chấp hoàn cảnh xung quanh, Miho lập tức hỏi anh có phải là Big Mao hay không. Nghe được câu hỏi này, Trang Hồ sững sờ tại chỗ, không phải anh không muốn trả lời, chỉ là anh cảm thấy nơi này không hề riêng tư. Cũng đúng như anh đoán, lúc này ngục trưởng đang quan sát nhất cử nhất động của hai người qua camera, nhưng vợ của Trang Hồ lại không thể cảm nhận được. Trang Hồ đã kéo cô đến sân chơi, mặc dù ở đây trông có vẻ không hề có chút riêng tư nào nhưng lại chính là nơi an toàn nhất. Anh bắt đầu giải thích tất cả. Hóa ra, sau khi Trang Hồ lấy danh sách kẻ buôn ma túy từ thị trường, bỗng bị một người tấn công từ phía sau, đợi khi Jerry phát hiện và gọi anh dậy. Tờ ghi chú của thị trường đã mất, thay vào đó là một lá bài tarot viết một danh sách khác. Anh lập tức nhận ra người vừa ra tay mới là Big Mao. Sau đó, đối phương cũng nhiều lần liên hệ với anh theo cách này. Hơn nữa, du ký một lá bài đều thể hiện bước đi tiếp theo của Big Mao. Nghe đến Miho không khỏi toát mồ hôi lạnh, cô hiểu chồng mình đã bị Big Mao gài bẫy, vì vậy cô muốn anh nói ra hết tất cả, nhưng Trang Hồ sớm đã mắc kẹt trong đó không thể thoát ra. Nếu không tiếp tục diễn vai Big Mao chờ đợi anh chỉ có cái chết nhưng cứ mãi bị thao túng như vậy sao? Đương nhiên không thể. Thông qua vài lần liên hệ với nhau, Trang Hồ cũng đồng ý cho đối phương lợi dụng mình. Không bao lâu sau, Big Mao lại gửi đến chỉ thị, hắn dùng là bài xét xử, yêu cầu Trang Hồ điều tra sự thật về cái chết của giáo sư Seo. Mà muốn điều tra chân tướng phải lấy được tài liệu mà hắn đã giấu. Sau khi biết được tin này, Miho chủ động tham gia rất nhanh. Cô đã nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ đối phương, nói biết tung tích của tài liệu, nhưng còn chưa nói ra một tiếng vang lớn đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Chàng trai này viết điều ước lên trên mẩu giấy, sau đó kẹp nó giữa cuốn kinh thánh. Nhìn có vẻ như không làm gì cả, nhưng không ngờ khi lần mở lần nữa mẩu giấy lại biến mất, rồi thay vào đó là một lá bài tarot. Mà sau khi nhìn nội dung bên trên, Trang Hồ thật sự thất vọng vì nó có nghĩa là ước nguyện của anh không thể thành hiện thực. Hóa ra ba tên VIP đã gọi điện thoại cho Jun, đối phương hứa sẽ thu xếp bảo lãnh cho họ ở bệnh viện. Nhưng Trang Hồ biết một khi để họ ra khỏi tù, vụ án sát hại giáo sư Seo sẽ không bao giờ lật lại được. Vì vậy, anh muốn dùng thủ đoạn của Big Mao để giữ ba người đó lại. Chỉ là không ngờ lần này lại bị từ chối, nhưng anh rất nhanh đã đoán ra đây là thử thách của Big Mao. Thế là anh gọi một đám đàn em đến, lại gọi tên Chê Ho, một trong ba tên VIP kia đến. Lần này anh không dùng bạo lực mà nhặt bình sơn ở trên mặt đất, tùy ý ném vào ngọn lửa phía đằng sau. Anh có biết loại người rác rưởi nhất là gì không? Kẻ phản bội Chê Ho sợ hãi nức cụt, nhưng Trang Hồ lại nở ra nụ cười quỷ dị vì anh biết gây sợ hãi là thủ đoạn mạnh nhất khiến anh ta đầu hàng. Trang Hồ cũng không định tha cho anh ta, Trang Hồ túm lấy cổ áo sau của anh ta và kéo đến bên đống lửa. Nhìn kỹ vào, nếu anh dám phản bội tôi sẽ chôn anh. Trong đó tôi sẽ không phản bội cậu đâu, nhất định không phản bội. Có được câu trả lời, Trang Hồ thả anh ta đi. Có được sự bảo đảm, còn lại chỉ chờ vợ đến lấy luận án của giáo sư là được. Chỉ bất ngờ là Miho mới tìm được chút manh mối. Người biết chuyện bất ngờ bị đẩy xuống từ trên tầng cao. Mặc dù cô ta không thể trực tiếp nói ra luận văn ở nơi nào, nhưng trong cuộc gọi trước đó, Miho biết được nó được giấu trong sợi dây chuyền hình thánh giá, mà người đầu tiên cô nhớ tới chính là sợi dây chuyền trên cổ của viện trưởng. Sau khi giải thích ngắn gọn, Miho đã xem xét kỹ chiếc vòng cổ ấy, nhưng sau khi vặn trái, vặn phải cũng không tìm được bất cứ thứ gì rõ ràng. Không phải là chiếc vòng cô cần, nhưng cô không biết là hai người vừa rời đi. Cánh cửa bị khóa trong nhà vệ sinh được mở ra và bên trên cổ người này cũng đeo chiếc vòng có.
Chữ thập trùng hợp hơn nữa là cô ấy chính là vợ của Cheho, hóa ra tên Cheho bề ngoài trông hèn nhát, thật ra là có hành vi bạo lực gia đình nghiêm trọng. Trong một lần bạo lực, giáo sư Seo vô tình cứu được cô gái đáng thương ấy. Theo thời gian, hai người dần nảy sinh tình cảm. Giáo sư Seo dùng sợi dây chuyền để làm tín vật tình yêu. Không ngờ chiếc thẻ nhớ trong đó lại trở thành vật chứng cho cái chết của mình, và đây cũng chính là thứ mà Trang Hô muốn có, bởi vì hôm nay chính là ngày mà bộ ba VIP ra hầu tòa. Trang Hô lập tức chặn đường và cảnh cáo, họ phải nói ra sự thật. Ai ngờ tên tóc xoăn không những không sợ còn vạch trần thỏa thuận giữa anh và Cheho bị đối thủ lật ngược thế cờ. Hai người lập tức ngây ngốc, rõ ràng có người trong số họ đã tiết lộ bí mật cũng không để cho Trang Hô thời gian suy nghĩ. Ông trùm trung xích đã nghênh ngang đứng ra, thông qua nơi ông ta đứng đã thấy được sự lựa chọn của ông ta, mà ngục trưởng dường như cũng đã đưa ra quyết định của mình nhất thời. Trang Hô dường như nếm mùi bị mọi người phản bội, nhìn bóng lưng của những người này rời đi. Anh vốn đang bối rối, lúc này lại phá lên cười lớn. Tất cả các người đều bị lừa rồi lũ ngu. Bên này sau khi quay về nhà, Mi Ho liền nói lại chuyện đó với bố và luật sư. Sau đó lật lại những đoạn phỏng vấn của viện trưởng, muốn kiểm tra rằng sợi dây chuyền trước đây của viện trưởng có giống với sợi dây chuyền này hôm nay không. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng thì cô ấy vô cùng thất vọng. Sợi dây chuyền hôm nay và ngày trước giống hệt nhau, nhưng lúc này ống kính liền chiếu về phía đồng nghiệp của Mi Ho, mà lúc này Mi Ho lại phát hiện ra người phụ nữ bị chồng bạo hành ở trại giam đeo một sợi dây chuyền thập giá giống hệt với cô ta. Thì ra khi Mi Ho tới nhà tù đã gặp vợ của Cheho, xem ra đã tìm ra luận án của giáo sư Seo rồi. Tên béo này từng là tù nhân VIP ở trong nhà tù này, không ngờ hắn ta bị hai tên đồng bọn bỏ rơi, mà còn bị lão đại nhà tù bắt lại ra lệnh đánh hắn khi đàn em định đánh tên béo. Lúc này Trang Hô dẫn người của mình tới muốn đưa tên béo đi, nhưng lão đại nói muốn đưa người đi thì phải bước qua xác ông. Trang Hô liền ra hiệu cho đàn em tiến lên, còn mình ngồi xuống xem giao lưu võ thuật. Mà quản ngục cũng thấy cảnh này nhưng anh không làm gì mà cho tay vào túi đứng nhìn. Sau khi tác động vật lý với nhau xong, hai bên ngồi lại nói chuyện. Hóa ra Trang Hô và lão đại sắp xếp cuộc chiến này mục đích lấy sự tin tưởng của tên béo, mà từ đó lấy được thông tin về luận văn của giáo sư Seo. Lúc này tên béo không biết gì, cảm kích vì Trang Hô đã cứu mình. Trang Hô bắt đầu hỏi về giáo sư Seo, nhưng tên béo vội đứng lên nói Gong Ji Hun không có gì đáng sợ, mà kẻ đứng sau hắn mới đáng sợ. Cậu đừng hỏi về điều đó nữa, tôi sẽ nói những chuyện khác ngoài chuyện đó. Mà sở dĩ lão đại giúp Trang Hô là vì ông ta sắp ra tù, mà Trang Hô đã hứa giúp ông thoát khỏi cuộc sống chết chóc này để ông ta có một cuộc sống yên bình. Chuyển cảnh, Trang Hô cầm lá bài đến phòng sám hối muốn cho Big Mao biết kế hoạch rời khỏi trại giam của mình. Thực ra đây là mục đích chính của Trang Hô, muốn Big Mao thật lộ diện. Lúc này phía đối diện xuất hiện bóng người, thì ra đó là trưởng phòng Trang Hô, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chỉ cần chờ Big Mao ra mặt, mà trước đó anh đã bảo đàn em là Jay-Z đập vỡ bức tượng thánh mẫu rồi. Bảo người bạn của mình tặng bức tượng thánh cho nhà tù, bên trong đó có lắp camera, còn giấu điện thoại ở trong cuốn sách. Bây giờ chỉ cần cá cắn câu. Sau đó anh đi tới phòng sám hối thì phát hiện lá bài đã biến mất. Trang Hô liền xem camera thì phát hiện một dáng người quen thuộc. Nhưng Trang Hô không thể ngờ cả ngày hôm ấy chỉ có đúng một người đến nhà thờ, mà người đó lại chính là Jay-Z. Thì ra kẻ vẫn luôn đùa giỡn anh chính là người thân thiết nhất. Anh giận dữ gọi Jay-Z tới phòng tắm rồi hỏi thẳng tại sao lại lấy lá bài, nào ngờ Jay-Z lập tức phủ nhận, còn hỏi ngược lại Trang Hô có đúng thật là anh là Big Mao không. Anh không thể trả lời được câu hỏi này vì ban đầu anh đã dùng thân phận của Big Mao hứa với Jay-Z sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ anh ấy để cả nhà họ được sống hạnh phúc. Nhưng sự im lặng của anh lại khiến Jay-Z vô cùng thất vọng. Trang Hô hết cách đành đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, nếu cậu muốn sống thì hãy quên hết sạch chuyện hôm nay đi, đợi Jay-Z đi rồi anh lại. Anh xem lại video từ camera giám sát lần nữa và phát hiện thời gian trong video không liên tục mà bị thiếu mất nửa tiếng. Đúng lúc đó, Mi Ho gọi điện đến nói là trong bó hoa cúc trắng mình nhận được có cài một lá bài. Trang Hô sốt ruột bảo cô hãy chụp ảnh gửi sang cho mình lá bài. Đó là lá thằng ngốc bị treo ngược, ý nghĩa của nó là đừng tự cho rằng mình khôn ngoan. Đây là lời cảnh cáo cho mình kế hoạch tới nay đã hoàn toàn thất bại. May là vẫn còn một màn nữa chưa thất bại, nhưng Trang Hô không ngờ mình sẽ phải trả giá vì những lời vừa nói với Jay-Z hôm nay. Em gái của Jay-Z đến thăm tù báo tin mẹ của họ đã được chuyển sang bệnh viện tốt. Hơn nữa còn có một người bí ẩn nào đó tài trợ cho họ một khoản tiền lớn để hòa giải cứu anh ra tù. Mới đầu anh ấy cứ tưởng là do Trang Hô làm, nhưng khi nhìn thấy người bí ẩn đó, anh ấy kinh ngạc vì kẻ đó chính là Gong Ji-hun. Sau đó Jay-Z xách một hộp nước về phòng báo cho những người cùng phòng tin mình sắp ra tù, rồi tặng nước cho từng người, cuối cùng lấy ra chai trong góc với nét mặt rất kỳ lạ rồi đưa cho Trang Hô. Cảm ơn cậu, thời gian vừa rồi sống cho tốt vào, đừng để gây họa rồi phải vào đây nữa. Nói xong, anh vặn nắp chai nước nó cạn mà không nghi ngờ gì, chẳng mấy chốc anh ôm bụng đau đớn vật ra sàn. Trong khi Jay-Z vừa bước chân ra khỏi nhà tù và đang chuẩn bị cao chạy xa bay, đúng lúc đó thì Mi Ho đến thăm chồng. Jay-Z quay người định tránh né cô, ai ngờ cổng nhà tù bỗng mở cho một chiếc xe cấp cứu chạy ra. Có lẽ do day dứt, anh ta vội chặn Mi Ho vừa xuống xe, giờ anh nhà chị đang ở trên chiếc xe cấp cứu kia sao cơ. Anh ấy đột nhiên đau bụng dữ dội, chúng ta mau đi xem sao, nhưng họ rất bất ngờ khi thấy chiếc xe không đi về phía bệnh viện. Thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, họ vội vã chặn xe cấp cứu lại. Cai ngục định mắng bọn họ cản trở công vụ, nhưng Mi Ho leo thẳng lên thùng xe và nói mình là vợ của người bệnh, đồng thời cũng là một y tá nên yêu cầu được đi theo xe tới bệnh viện. Nhờ vậy, kế hoạch của Gong Ji Hun mới tạm thời bị bỏ dở. Tuy nhiên, chỉ cần Trang Hô vẫn ở trong tầm kiểm soát của cai ngục thì kế hoạch của hắn sẽ không thất bại. Một cai ngục nhân lúc Trang Hô vẫn đang hôn mê, lấy ngón tay điểm chỉ rồi giao tài liệu lại cho Gong Ji Hun, đó là giấy xin bảo lãnh. Sau đó, nhân lúc bệnh tình của anh vừa có chuyển biến tốt, bọn họ lập tức đưa anh trở về nhà tù.
Miho không thể nào ngăn được việc ấy, chỉ đành dương mắt đứng nhìn chồng lên xe của nhà tù đi xa dần mà không hề hay biết. Khi ấy ở trong xe, anh đang bị các cai ngục giữ chân tay lại và tiêm thuốc an thần cho bất tình. Điểm đến của chiếc xe là bệnh viện tâm thần, đường đường là vua thế giới ngầm ông trùm nhà giam. Vậy mà lại bị người ta xem như kẻ điên đưa vào bệnh viện tâm thần, anh có vùng vẫy hay xin xỏ thế nào? Các bác sĩ cũng không ngừng việc điều trị lại hơn nữa, vì không nghe lời nên anh còn bị phạt, chỉ được nhìn đồ ăn ngon mà không được ăn, còn nếu muốn ngủ thì người ta sẽ tắt không cho ngủ. Thấy Trang Ho sắp trở thành bệnh nhân tâm thần thật tên tài phiệt, Ji-hun mới bắt đầu: bước tiếp theo là tiêm thuốc, thứ này sẽ khiến mày mở mồm nói cho chúng tao nơi giấu vàng. Đúng vậy, hắn mạo muội bắt cóc ông trùm chỉ vì muốn biết được chỗ giấu số vàng khổng lồ. Quả nhiên, sản phẩm công nghệ cao rất có tác dụng. Sau một hồi dãy dụa, Trang Ho cuối cùng cũng nằm im, ánh mắt hết sức dịu dàng. Một con chuột đáng yêu xuất hiện trước mắt anh, chủ động bò lên đùi, thậm chí còn tỏ vẻ dễ thương, chào hỏi. Nhưng ngay sau đó, lần tỉnh lại tiếp theo, phòng ngự tâm lý của Trang Ho đã hoàn toàn sụp đổ. Ji-hun lợi dụng khi đó tra hỏi anh vàng được giấu ở đâu. Ai ngờ lại nhận được câu trả lời là không biết, lẽ nào thuốc không có tác dụng. Hắn lại dò hỏi anh có phải Big Mao. Thật không ngờ đâu, câu trả lời của anh là tôi không phải biết Big Mao, những lời Trang Ho nói đều là thật. Anh thực sự không phải Big Mao, cũng không biết chỗ vàng được giấu, nhưng trong mắt Ji-hun thì mọi việc không phải là vậy. Hắn cố chấp cho rằng là do liều lượng thuốc chưa đủ, định tiêm ngay thêm một mũi nữa trong vòng 24 giờ mà. Thêm liên tục hai mũi chắc chắn sẽ mất mạng, như vậy thì hắn cũng không thể biết được chỗ giấu vàng nữa. Lúc này, Trang Ho đã rơi vào trạng thái hấp hối. Trước mắt, anh hiện lên một cánh cửa phát sáng, khi mở cửa ra là anh sẽ chết hẳn. Thế nhưng khi anh mở cánh cửa, nước biển bỗng ập vào, lần này thì anh tỉnh hẳn rồi. Có điều, sự kiên nhẫn của Ji-hun cũng đã đến giới hạn. Hắn lấy kim ra định tiêm tiếp núi Gudan. Gì cơ, chỗ đánh dấu A2 trên núi Gudan, đúng là có ai mà không sợ chết chứ. Tuy nhiên, địa chỉ mà anh vừa khai ra chỉ hoàn toàn là nói bừa một cột mốc mà anh đã vô tình thấy khi cùng vợ đi leo núi. Trang Ho làm vậy chỉ để kéo dài thời gian. Nếu lần này mà mày còn nói dối nữa thì mày sẽ bị tiêm hết tất cả đống này vào người đấy nhé. Sau đó thì Ji-hun dẫn theo mấy tay đàn em tài phiệt cùng đến đó, vì số vàng quá nhiều, sợ bị những người làm thuê thó mất nên hắn quyết định sẽ tự tay đào cùng lúc này. Trang Ho định dùng tiền để mua lấy tự do, anh bắt buộc phải thoát khỏi đây trước khi Ji-hun quay lại. Nhưng con số đã nâng lên tới 3 tỷ rồi mà người canh giữ vẫn không mảy may rung động, rốt cuộc anh ta muốn gì? Đúng lúc đó thì một bác sĩ đến thay ca làm ký hiệu bảo người đàn ông kia rời khỏi đây, anh ta không nghe được à? Trong khi ấy, đám người của Ji-hun đang mệt bở, hơi tai, đào hố sâu đến 1 mét mà vẫn chưa thấy tí vàng nào, ai nấy đều rất cáu. Đột nhiên người đàn ông này đào trúng phải thứ gì đó có vẻ là một chiếc dương lớn. Tất cả đều hừng hực trở lại lôi kéo kéo đưa chiếc dương lên mặt đất. Là vàng thật sao thế này, có mỗi một thỏi thôi à? Ji-hun vứt bỏ hết hình tượng điên cuồng nhảy xuống hố, tiếp tục ra sức đào. Cùng lúc đó, Trang Ho vẫn đang nỗ lực tự cứu lấy mình. Yoon bỗng sải bước vào hỏi, mày đang cho cá ăn đấy à? Mỗi một thỏi vàng mà chôn sâu tận 1 mét. Kết quả này làm cho Trang Ho sững sờ, chỗ anh nói bừa lại có vàng thật, chứng tỏ Big Mao đã biết hoàn cảnh của anh lúc này và đang ở quanh đây thôi. Vậy thì chỉ cần kéo dài thời gian là sẽ được cứu, nghĩ vậy. Trang Ho lập tức lại bày ra bộ mặt dày nói số vàng quá nhiều nên mình đã chia ra, chôn chỗ đó là nơi chôn ít nhất. Nếu mày cứ như thế này thì khó mà sống tiếp lắm. Có cá biển tươi để ăn thì tốt quá, ăn no rồi tôi sẽ nói cho anh địa điểm tiếp theo nhé. Trang Ho đoán rất đúng, ngay lúc này trong bệnh viện tâm thần có người đang đổ xăng khắp nơi rồi lấy ra một chiếc bật lửa. Đấy, bệnh viện tâm thần bị phóng hỏa, tất cả kiểm soát đều mất hiệu quả, bệnh nhân bắt đầu chạy tán loạn. Ai ngờ điện thoại còn chưa kết nối được thì nhân viên cứu hỏa lại tràn vào. Mà điều càng khó tin là sau khi bọn họ đi vào thì trực tiếp đi lên lầu nơi lửa cháy. Thậm chí, một nhân viên cứu hỏa còn quay đầu chạy xuống tầng hầm. Mà dưới tầng hầm bây giờ đang nhốt một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Big Mao ông trùm thế giới ngầm, nhưng anh đã bị bỏ đói 3 ngày, nắm đấm cũng mất đi nửa phần sức mạnh, cho dù là một y tá nhỏ cũng đủ sức đối phó anh. Thấy ông trùm thế giới ngầm toàn năng sắp bị lật thuyền trong mương thì nhân viên cứu hỏa đó đã đến kịp. Lúc cậu ấy tháo mũ trùm đầu thì chính là đàn em JJ vừa ra tù. Cuối cùng, dưới sự phối hợp của hai người thì Trang Ho cũng chạy thoát được nơi này, nhưng các y tá vẫn đuổi theo phía sau không rời, không còn cách nào để thoát được. Dưới sự truy đuổi, anh chỉ có thể đổi sang một chiếc xe đen, còn cậu ấy sẽ đi thu hút truy binh, nhưng Trang Ho vẫn không nhẫn tâm. Trong lúc cấp bách, JJ lại nói em đã nhận tiền của Big Mao, lời này chứng tỏ JJ đã gặp được Big Mao chân chính. Nhưng tình thế nguy cấp, Trang Ho không cách nào hỏi tiếp, nhưng may mà JJ đã đồng ý đợi sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Cậu sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện cho anh. Cứ như vậy, hai người chia hai đường rất nhanh, Trang Ho đã tìm thấy chiếc xe đen ở dưới chân cầu bên trong. Không chỉ có một bộ vest còn có tiền mặt và điện thoại. Sau khi mở điện thoại thì trong đó có tin nhắn hiện lên là vị trí mà Big Mao đã chuẩn bị sẵn cho anh. Nhưng muốn đến được đó thì cần phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Nhưng cũng may là ở cửa ải đầu tiên đã xảy ra tai nạn. Xe cảnh sát không kiểm tra cẩn thận, chỉ có để anh đi. Nhưng khi anh nhìn lướt qua hiện trường thì tình cờ đưa mắt qua đúng lúc thấy người tài xế gặp nạn chính là JJ. Bắt đầu từ khi Trang Ho bị đổ oan vào tù, JJ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bất luận Trang Ho phải chịu bao nhiêu bất công, bao nhiêu chất vấn, cậu ấy vẫn không hề do dự mà ủng hộ anh, tin tưởng anh. Hôm nay lại vì cứu anh mà mất mạng, mà ngay cả việc đưa tiễn cậu ấy lần cuối, anh cũng không làm được. Sự bi thương khiến ánh mắt của Trang Ho càng kiên định hơn. Vì vậy, khi thông qua cửa ải thứ hai, anh nhìn chằm chằm vào cảnh sát giao thông đang kiểm tra. Nếu đối phương muốn ngăn cản, anh không ngại liều chết một phen. Nhưng không thể ngờ tới được là đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ với anh được rồi mời đi qua. Kết quả này khiến Trang Ho cũng sững sờ, nhưng hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ việc này.
Anh nhanh chóng tăng tốc chạy trốn, lúc này máy quay nhắm vào phía sau tai của cảnh sát giao thông. Đó chính là dấu hiệu của tổ chức Big Mouth. Trang hô theo địa chỉ cuối cùng cũng đến được khách sạn đã đặt sẵn. Nơi này không chỉ có giày da đã được chuẩn bị sẵn, còn có đồng hồ đeo tay, tiền mặt, thẻ hội viên, thậm chí còn có bộ vest đặt làm theo số đo của anh để biết thêm nhiều thông tin. Anh mở máy tính tìm tin tức về mình, ai ngờ lại thấy vợ đã tuyệt thực muốn giải oan cho anh. Hóa ra sau khi Miho thấy tin tức Trang Ho bị truy nã, lập tức cùng bố và bạn đến trước cửa viện kiểm sát để kháng nghị, nói Trang Ho không phải vượt ngục mà là bị bắt cóc, như vậy thì toàn bộ dư luận sẽ lên án mà còn có thể giải oan cho Trang Ho. Nắm được hướng hành động của cô càng thuận tiện để liên lạc. Quả nhiên hôm sau, Miho thấy quảng cáo trên màn hình lớn nên cảm thấy rất quen. Anh đang cầu hôn em, anh sẽ dùng số tiền bảo hiểm không biết khi nào mới nhận được để em được sống những ngày tháng tốt hơn. Lúc này, Miho mới biết đây là ám thị, cô vội lấy điện thoại gọi vào số bảo hiểm trên màn hình. Cô gọi được cho Trang Ho, hỏi hiện giờ anh đang ở đâu. Anh đang trên tháp đồng hồ bên cạnh biển quảng cáo. Miho ngẩng lên tìm kiếm thì quả nhiên thấy dáng người cô nhớ nhung bấy lâu nay. Lập tức, cô có cảm giác xúc động, muốn bật khóc nhưng xung quanh còn có người giám sát. Cô nhất định phải kiên trì, thấy dáng vẻ liều mạng mà kiên cường của vợ, Trang Ho đau lòng nói với cô, bây giờ anh đã đến rồi, em đã có thể nghỉ ngơi một chút, những chuyện ở phía sau hãy giao lại toàn bộ cho anh. Thật ra đây chính là chỗ dựa mà phụ nữ muốn có. Một bên khác, Ji-hun ném cho ba tên tài phiệt một túi tài liệu. Đây chính những lời nói mà bọn họ cần nói khi lên tòa, là lời khai mà anh ta đã đối chiếu với cảnh sát và thẩm phán. Chỉ cần nói lại theo đúng như trong tài liệu, họ nhất định có thể thoát tội chỉ trong một lần. Lúc này, đột nhiên Ji-hun nhận được một cuộc điện thoại. Lại chính là vợ của Che-ho, cô ta cũng không quanh co, trực tiếp nói bằng chứng quan trọng của phiên tòa đang ở trong tay cô ta, nếu không muốn lời bị công khai thì hãy để Che-ho ký vào đơn đề nghị ly hôn, cô ta sẽ dùng tài liệu để trao đổi. Ji-hun biết rõ mức độ chiếm hữu của Che-ho đối với vợ cao thế nào, dự định để cô ta gài Che-ho ký tên như thể đã đoán trước được. Anh ta sẽ từ chối, cô ta nói thẳng nếu hắn không đồng ý thì tài liệu sẽ giao cho Big Mouth đích thân công khai. Nếu cái này bị công khai, xác suất để thoát tội sẽ giảm đi đáng kể. Nếu giao cho Big Mouth, xác suất thoát tội sẽ bằng không, không còn cách nào khác, Ji-hun chỉ có thể ép Che-ho ký. Rất nhanh đã đến ngày ra tòa, ba tên tài phiệt tràn đầy tự tin phát ngôn ngông cuồng, tôi chính là đương sự quen thuộc nhất đối với bản án này. Tôi dùng danh dự để bảo đảm rằng chúng tôi vô tội, nhưng họ lại không biết. Lúc này trên mạng đã bắt đầu một buổi livestream tiết lộ bí mật. Vụ án được tiết lộ chính là chân tướng về vụ án của ba tên tài phiệt. Cùng lúc đó, Trang Ho cũng đã mặc lên bộ vest được đặt may phong độ, cả người lập tức được tăng lên full vạch, còn phối thêm đồng hồ phiên bản giới hạn giá xương xương 1 tỷ. Cả người phát ra một cỗ máy sát khí đầy mạnh mẽ ngay khi phiên tòa được bắt đầu. Buổi livestream trên mạng cũng bắt đầu nghi thức thần bí để thực hiện việc tiết lộ phạm nhân, nhưng lúc này đang có rất ít người theo dõi. Vậy mà khi ống kính quay về phía người đàn ông đang đi ngược về phía ánh sáng, số lượng người chia sẻ bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ đều mong chờ người tiết lộ tội phạm có khí chất như vậy rốt cuộc là ai. Chào mọi người, tôi chính là Big Mouth Trang Ho. Câu nói này như một quả lựu đạn, lập tức làm bùng nổ không gian mạng. Số lượng người truy cập internet liền vượt qua mức cao nhất lịch sử. Những lời nói sau đó của Trang Ho sẽ tạo ra một thần thoại về livestream ở Hàn Quốc. Hãy để tôi dự đoán một chút về phiên tòa hôm nay nhé. Đây là buổi live dự đoán phán quyết của tòa án. Trang Ho oai vệ ngồi trước ống kính để dự đoán kết quả nhóm ba tên tài phiệt thủ tiêu hại giáo sư Seo. Sau đó anh còn giới thiệu cư dân mạng rằng hiện trường buổi phán quyết ngày hôm nay, nếu là một công tố viên chính nghĩa thì công tố viên Choi phải đưa ra chứng cứ thủ tiêu hại giáo sư Seo của nhóm ba tên tài phiệt. Nhưng công tố viên không hề làm vậy, ngược lại hắn còn giúp chúng đưa ra những quan điểm dễ dàng để bắt bỏ, để chứng minh rằng ba tên VIP kia hoàn toàn vô tội. Những phán đoán của Trang Ho vừa được đưa ra liền nhận những vô số phản bác và không phục. Nào biết rằng vào lúc mọi người đang định công kích anh thì Miho ở hiện trường buổi thẩm phán gửi tình hình ở đó tới buổi live của Trang Ho và thông báo với tất quần chúng về tình hình vụ phán quyết về dự đoán của Big Mouth khớp đến 100%. Vì vậy những lời phán quyết của công tố viên đã được tường thuật lại không thiếu một chữ. Ở trong live của Trang Ho khi nghe được tình hình ở tòa án, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rồi không ngừng điên cuồng bình luận với dòng chữ sùng bái Big Mouth. Thế nhưng Trang Ho lại nói với mọi người rằng anh ấy không phải một nhà tiên tri, hiện anh ấy có thể nói ra những lời của công tố viên cho là vì tất cả chuyện này đều là kịch bản mà bọn chúng bàn bạc về trước công tố viên và ba tên tài phiệt thủ tiêu hại giáo sư Seo chỉ là đang diễn theo kịch bản mà họ đã biên soạn từ trước. Bởi vì họ đã bàn bạc phiên tòa hôm nay phải rửa sạch tội cho nhóm tài phiệt. Tiếp đó Trang Ho nói với cộng đồng mạng về chân tướng đằng sau vụ án của giáo sư Seo. Đó là có một chiếc USB của camera hành trình đã ghi lại hành vi thủ tiêu hại giáo sư Seo của nhóm tài phiệt. Chỉ cần nội dung ấy được công bố lên là có thể chứng minh được nhóm tài phiệt chính là hung thủ thật sự thủ tiêu hại giáo sư. Lúc này Gong Ji-hun đeo tai nghe được lời nói của Trang Ho, lập tức bảo công tố viên Choi dừng lại việc đưa ra phán quyết cho nhóm tài phiệt, rồi yêu cầu tạm hoãn phán quyết. Sau đó Gong Ji-hun tức tối đi khỏi tòa án. Lúc này ông ta bỗng nhớ yêu cầu của trước đấy của Daisy, cho dù có thế nào chăng đi nữa thì cũng không để bài luận văn của giáo sư Seo rơi vào tay của Trang Ho. Ngay sau đó ông ta bắt Che-ho ký tên vào đơn ly hôn, rõ ràng tôi cũng nói rồi tôi sẽ không ly hôn. Vậy thì thủ tiêu tôi đi, mày tỉnh táo lại cho tao, tên mập này, nếu như bản luận án đấy rơi vào Big Mouth thì mày chết chắc đó, mày biết chưa hả? Không muốn ly hôn vậy là mày muốn thủ tiêu bọn tao đúng không? Tao sẽ bắt cóc vợ mày đúng không hả? Cuối cùng Gong Ji-hun đưa tờ đơn ly hôn đã được Che-ho ký tên, Hye-ji cũng giữ lời hứa đưa bản luận văn cho ông ta.
Tuy nhiên lúc này Gong Ji-hun đột nhiên cướp tờ đơn ly hôn lại rồi chất vấn cô ấy, Big Mao đang trốn ở đâu. Lúc này Hye-ji nói ra nơi ẩn trốn của Big Mao cho anh ấy. Sau đó phía cảnh sát nhanh chóng xuất trận để đi bắt Chang-ho, người đang lai ở nhà kho. Mà tòa án lúc này cũng đã kết thúc thời gian nghỉ giữa giờ thẩm phán, bắt đầu phán cuối cùng dành cho tài phiệt. Bây giờ là phán xét cuối cùng, chúng tôi xin công bố phán quyết, chứng cứ không đủ phán quyết vô tội. Lúc này phía cảnh sát đã đến được nhà hoang bỏ hoang kia, bắt đầu bố trí lực lượng ở xung quanh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ lập tức lao vào trong. Vì sao lại thủ tiêu giáo sư Seo? Bản luận văn, người đàn ông này lấy một chiếc camera ẩn rồi ngậm vào trong miệng. Sau khi cắn vỡ nó còn dẫm xuống đất cho nó vỡ tan, hóa ra là chiếc USB. Hye-ji đưa cho ông ta trước đó căn bản không phải bản luận văn của giáo sư Seo. Gong Ji-hun tức tối chất vấn cô ta rốt cuộc là bản luận văn của giáo sư đang nằm ở đâu. Nhưng ông ta không hề biết cuộc nói chuyện của hai người đã bị phát lên trên mạng. Hye-ji còn cài bẫy Gong Ji-hun, cô ấy đã nói tận mắt thấy nội dung trong camera hành trình kia, chồng của cô ấy và hai người nữa đã thủ tiêu hại giáo sư Seo trong chiếc xe đó. Bọn họ thủ tiêu giáo sư Seo vì lý do khác chứ không phải bài luận văn kia. Nhóm tài phiệt vừa được phán vô tội đã thấy đăng video ở trước cửa, chuyện này khiến phóng viên vây họ như kiến. Ba người họ chỉ bất lực nhìn ngó xung quanh, một câu cũng không dám nói. Lúc này Gong Ji-hun thấy chiếc camera được giấu kín ở trong góc, anh giữ lại đi, chúng tôi dùng xong rồi đó. Còn màn hình của chiếc xe vừa đó vẫn còn đang live thì giờ chậm chậm lại mở ra, chỉ nhìn thấy Chang-ho, người tự xưng là Big Mao, ngồi chững trệ trong đó. Sau đó anh nhìn về phía những con người quen thuộc, anh thậm chí còn vẫy tay vui vẻ chào họ. Lúc này Chang-ho chậm chậm đi xuống xe rồi đi xuống trước mặt chúng dưới sự ghi hình của các phóng viên, nói với họ rằng Hye-ji đưa cuộc nói chuyện vừa nãy cô ấy và Gong Ji-hun đi làm chứng cứ để nộp lên tòa án. Phán quyết có thể dễ dàng lật ngược biểu cảm đó của anh là sao? Anh không định phán cáo đó chứ? Anh sẽ kháng cáo sao? Xin hãy nói rõ để tôi được biết. Tất nhiên tôi sẽ kháng cáo, có được những chứng cứ thế này tôi tin mình thuyết phục tòa án. Ngay sau đó họ liền gọi ngay phía cảnh sát đến để bắt Chang-ho, người đang vượt ngục. Thế nhưng lúc này Chang-ho lại quay người về các phóng viên rồi tuyên bố với họ rằng anh bị bắt cóc đến một bệnh viện tâm thần bí ẩn, sau đó còn gặp kẻ muốn thủ tiêu hại mình ở ngay trong bệnh viện tâm thần đó. Mà người thao túng tất cả chuyện này là Gong Ji-hun, người vừa xuất hiện trên sóng trực tiếp và công tố viên Choi ở trước mặt mọi người đây. Sau đó phía cảnh sát có mặt tại tòa án, Chang-ho còn không lỡ rời Mi-ho. Nhưng Mi-ho dùng ánh mắt để nhìn người chồng của mình rồi hai người họ ôm chặt lấy nhau trước mắt tất cả mọi người. Ngay sau đó người bạn luật sư nói với Chang-ho rằng em trai Jae-ji của anh đã được cứu sống, anh ta vẫn chưa hề chết. Lúc này một bác sĩ có một hình xăm thuộc tổ chức của Big Mao đến bên cạnh giường bệnh của Jae-ji rồi đưa cho anh ấy một mảnh giấy. Jae-ji nhìn trong tờ giấy rồi tức tối xé nát nó ra, rồi nắm chặt trong tay. Jae-ji vẫn còn sống khiến Chang-ho vô cùng vui mừng, lần này anh ý đến trại giam một lần nữa. Sau đó mặc bộ đồ tù nhân quen thuộc, dưới tiếng hò reo của các đàn em bình tĩnh quay lại trại giam. Nguyên nhân khiến một lần nữa quay lại trại giam này rất đơn giản, hãy đợi đấy Big Mao, lần tới sẽ đến lượt ngươi. Đường đường là một thị trưởng lại phải lén lút giấu vàng ở trong căn phòng bí mật này, ông ấy vui vẻ huýt sáo mà để ra một nụ cười mãn nguyện. Lúc này nhìn từ xa bóng lưng của ông ấy là căn phòng quen thuộc, hóa ra căn phòng thị trưởng Choi đang đứng chính là nơi mà Big Mao đã chuyển vàng tới đây, mà tài phiệt sau khi bị vạch trần tội ác cũng vội vàng chỗ tới chủ tịch cầu xin ông ấy ra tay cứu giúp mình, nếu không sau khi tòa án phán bọn họ thủ tiêu hại giáo sư Seo thì bản luận văn cũng bị bại nộ. Chính vì ông ấy đang phẫn nộ giáo huấn ba tên đó thì thị trưởng Choi lại có mặt ở đó, sau đó lấy ra một tập tài liệu đặt xuống trước mặt chủ tịch. Đây là bản luận văn của giáo sư Seo, còn đây là bản gốc, giờ đã không còn thứ gì có thể uy hiếp ngài được nữa. Nhóm tài phiệt nghe thấy thị trưởng Choi thì vô cùng hoang mang, chúng vốn định lấy bản luận văn đỡ cho mình, thế nhưng bản luận văn kia lại được thị trưởng giao cho chủ tịch, điều này khiến họ trở thành phế vật còn có chút giá trị lợi dụng gì nữa. Thế là tài phiệt liền chặn chất vấn ông ấy vì sao lại làm vậy, nhưng thị trưởng bảo họ nhanh chóng ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật. Vì sao anh cứ bắt bọn tôi phải chấp nhận, chính anh cũng là đồng phạm cơ mà. Hóa ra khi thủ tiêu hại giáo sư Seo, người mà tài phiệt người gọi không phải Gong Ji-hun mà là gọi là thị trưởng Choi. Lúc đó sau khi thị trưởng Choi biết được tài phiệt thủ tiêu hại giáo sư Seo, ông ấy tức tối mà ấn thật mạnh vào còi xe ô tô. Sau khi bình tĩnh lại liền lập tức giao cho thư ký mau chóng tạo hiện trường vụ án giao thông với xe của tài phiệt. Nhưng thị trưởng lại oán trách tài phiệt rằng đã thủ tiêu hại giáo sư Seo, tạo ra một vụ án kinh hoàng, khiến thi thể giáo sư Seo bị người khác phát hiện. Thậm chí Gong Ji-hun ngu xuẩn còn công khai bản luận văn kia với công chúng. Tất cả những rắc rối này bản thân ông ta đều phải dọn dẹp cho bọn họ. Đến nay tất cả những chứng cứ ông ấy xử lý sạch sẽ, thậm chí ông ta còn lấy camera hành trình mà Chang-ho nắm giữ. Hiện ông không còn sợ bốn tên đần độn gây rắc rối này làm hại nữa. Đúng là đám đần độn, một khi đã đắc tội với chủ tịch thì cuộc đời của các người chấm dứt từ đây. Hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi, chỉ tôi bình an vô sự thì mới sống tiếp được. Tới tối chủ tịch ngồi trong sân vườn đem bản luận văn của giáo sư Seo đốt cháy thành tro, mà lúc này vợ của thị trưởng Choi bước tới bên cạnh ông ấy. Chủ tịch nghiêm nghị nói với vợ của thị trưởng Choi rằng ta vốn đã để cho cháu thừa kế sự nghiệp của ta, nhưng hiện tại cháu phải hỗ trợ chồng cho tốt. Mà thị trưởng Choi lúc này đến căn phòng bí mật đầy vàng kia, rồi lấy bản photo của bản luận văn kia, thậm chí còn có cả một bản USB khác. Nghĩ đến chuyện trước đây anh ý hứa với chủ tịch rằng bản luận văn của giáo sư Seo chỉ có một bản duy nhất, hóa ra đó chỉ là lời nói dối đánh lừa chủ tịch mà thôi. Lúc này trong trại giam Chang-ho vẫn đang tìm kiếm Big Mao. Anh ấy một lần nữa quay lại phòng sám hối của giáo đường và lại phát hiện ra lá bài tarot trong quyển kinh thánh. Cho nên Chang-ho vẫn cho rằng Big Mao thật sự vẫn đang ở trong tù, sau đó anh liền cầm theo lá bài kia đến giáo đường chính. Vì lúc anh ý đau đầu suy nghĩ xem ai là thật sự của Big Mao, đột nhiên Chang-ho thấy có ai mở cửa giáo đường.
Trang Ho đang ngồi ở giữa đường chờ đợi Big Mao xuất hiện, từ phía sau truyền đến âm thanh của bước đi cách Trang Ho càng ngày càng gần. Anh căng thẳng đứng dậy và quay đầu lại. Trang Ho vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người đứng trước mặt anh là trưởng trại giam. Chân tướng của bản luận văn rốt cuộc là gì vậy ông? Là Big Mao sao? Anh nghĩ kỹ lại đi, khoảng thời gian nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lúc này trưởng trại giam mới nói, Trang Ho, trước đây những người muốn đối đầu với anh nếu không phải tự thất cổ chết trong nhà biệt giam, không thì chúng độc mà chết trong trại giam này. Người có thân phận là trưởng trại giam như anh ta thì có ai có thể làm được những chuyện này, thậm chí năm người khách hàng kia cũng là do ông ta tráo đổi. Bây giờ anh lên tin anh là Big Mao đi, cho lên bản luận văn đang ở đâu. Thế nhưng lúc này Trang Ho lấy ra lá bài tarot vứt xuống đất, rồi quay ra chất vấn trại trưởng giam những chuyện ông ta làm không đủ để chứng minh ông ta là Big Mao. Trưởng trại giam nghe thấy chất vấn của Big Mao thì lại cởi áo khoác ngoài ra, kéo ống tay lên hình xăm của tổ chức Big Mao để chứng minh ông là Big Mao. Nhưng người vừa nãy nghi hoặc là Trang Ho thì xem xong hình xăm kia ngược lại cười khoái chí, ông không phải là Big Mao, chủ nhân thì không cần đeo dây xích cả, chỉ có những con rối như ông mới đeo thứ này thôi. Nếu muốn biết bản luận văn thì bảo Big Mao đến gặp tôi, nếu không bản luận văn đấy biến mất thật đấy. Nói xong Trang Ho tự tin rời khỏi giáo đường đi ra. Bên ngoài anh mới dừng bước rồi lấy chiếc máy ghi âm ở trong túi nó đã ghi âm cuộc nói chuyện của anh và trưởng trại giam. Lúc này Miho được căn dặn hãy tới thăm tình hình của Jeji, bởi vì trước nay Jeji nói rằng đã nhìn thấy Big Mao, thế nhưng khi mở cửa phòng ra Miho lại vô tình phát hiện ra Jeji không có ở trong đây. Lẽ nào những lời của Trang Ho nói Jeji đã đi tìm Big Mao rồi sao? Vào lúc Miho vẫn đang suy nghĩ, cô lại nghe thấy tiếng gọi của Jeji, xem ra Trang Ho đã hiểu nhầm rồi. Hóa ra Jeji chỉ vừa đi vệ sinh về thôi sau khi biết cậu ấy chưa từng gặp Big Mao. Miho lúc nãy mới để giỏ hoa quả lại sau khi ăn ủi Jerry liền rời khỏi đây, nhưng lúc này nhìn theo bóng lưng của cô lại lộ ra ánh mắt sâu xa. Một tù nhân thủ tiêu chín mạng người đột nhiên mắt đỏ ngầu, bắt đầu không nghe theo chỉ đạo của bản thân. Anh ta cố đứng dậy như con zombie lật tìm số thuốc mà bác sĩ đó đã đưa cho anh ta, nhưng phát hiện ra anh ta uống hết từ bao giờ rồi. Sau đó anh ta lấy đồ dùng của các bạn tù ra lật tung mọi thứ lên. Thấy các bạn tù cướp mất thuốc của mình thì liều tới xông tới cướp lại. Lúc này người bạn tù cũng không quan tâm anh ta là có phải là phạm nhân thủ tiêu người ghê tay không. Anh ta chỉ muốn lấy lại số thuốc thuộc về mình, thế là hai người họ vì số thuốc kia mà đánh nhau ở trong phòng giam, cho đến khi quản giáo đi vào phòng mới có thể tách hai bọn họ ra. Có lẽ phải đổi thứ thuốc hết rồi, và các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu thất thường trước đây khi giáo sư Seo còn sống từng nhìn thấy. Cô là bác sĩ chính sao? Ai cho phép cô tự chuẩn đoán hả? Hóa ra tài phiệt dựa vào đồ của giáo sư Seo để làm thực nghiệm trong trại giam. Sau đó nhóm tài phiệt nói y tá trưởng không cần quá kinh ngạc. Chúng yêu cầu bà ta vẫn sử dụng loại thuốc này cho các phạm nhân ở trong tù. Sau đó tên phạm nhân này ngồi run rẩy, đôi mắt nhìn về bạn tù đang đứng cạnh mình mà nắm chặt tay lại. Lúc này Miho lại tới trại giam bởi vì gần đây xảy ra những hiện tượng phạm nhân nôn ra máu mất mạng. Thế lên trưởng trại giam mới phát ra bên ngoài truyền tin tức cần người chữa trị. Sau khi Miho biết tin liền tới trại giam để ứng tuyển. Thế nhưng cô vừa bước vào phòng làm việc của trưởng trại giam thì liền thấy y tá trưởng và đồng nghiệp ngồi trong đó. Ba người họ vừa định tiến hành phỏng vấn thì thấy đột nhiên có chuông cảnh báo. Sau khi tới sân vận động liền nhìn thấy hai tên phạm nhân khắp người toàn là máu dính lấy nhau. Cuối cùng nhờ vào súng điện của giáo quan mới có thể khống chế tên tử tù này. Thế nhưng quản giáo này thì phát hiện tên tử tù đã không còn thở. Miho vội vàng chạy lên phía trước không chê bai thân phận của anh ta mà tiến hành hô hấp nhân tạo. Cuối cùng dưới sự ép tin không ngừng cô ấy đã cứu người tử tù kia. Mà hành động này giúp trưởng giam ra được quyết định sẽ chọn ai. Đến bệnh viện quản giáo liền nhờ bác sĩ xét nghiệm máu cho nạn nhân, bởi nhìn thấy máu phát bệnh của anh ta rất có khả năng đã hút một lượng ma túy lớn. Thế nhưng sau khi xét nghiệm họ lại bác sĩ thông báo rằng tất cả xét nghiệm đầu là âm tính. Thế là Miho liền không tin chuyện này mà lúc quản giáo đi nghe điện thoại lén lút đi vào phòng của tù nhân rồi lấy ít máu của anh ta. Tới tối cô ấy lái xe tới thông đạo tối đen như mực mà ở đó vẫn có chiếc xe đang đợi. Miho hãy đưa cái này qua đó trước, số máu còn lại tôi sẽ mau sẽ lấy được. Từng là trại trưởng giam hô mưa gọi gió ở trong ngục này lại bị phía công tố đeo còng tay áp giải đi như phạm nhân. Nhưng ông ta vẫn giữ thái độ như trước mà quay đầu lại, ông ta muốn tìm người đã tố cáo mình trong đám tù nhân kia. Thế nhưng lướt qua mỗi một gương mặt cũng không tìm ra bóng của hắn ta. Hóa ra người đàn ông ấy với vợ quan sát từ trên cao. Nhìn kỹ nhé, đừng để sót bất kỳ ai, em đang nhìn đây. Nhiều kẻ tỏ ra bức bối và giận dữ thì người đó chính là Big Mao. Trước đó muốn lật tẩy thân phận của Big Mao, anh ấy đã mang đoạn ghi âm của mình và trưởng trại giam đến tìm thị trưởng cho. Y rồi nói bí mật ông ta chính là thành viên của tổ chức Big Mao, không chút do dự báo cáo anh ta, thế là ngay lập tức đưa trưởng trại giam đi, muốn dùng cách này để Big Mao thật sự lộ diện. Mà lúc này thị trưởng đến trại giam tìm Trang Ho hơn nữa, giới thiệu với anh người trưởng ngục mới. Hóa ra trưởng trại giam mới chính là quản ngục trước đó. Cảm ơn những chuyện mà anh đã làm, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, tôi không có cách nào hoàn toàn tin tưởng cậu trừ khi cậu đưa Big Mao đến trước mặt tôi. Mà bên này vợ thị trưởng Choi vừa tan làm cầm theo cốc cà phê vừa mới mua để về nhà. Vui vẻ uống mấy ngụm cà phê mà tinh thần bắt đầu trở lên mơ hồ, cuối cùng bị một luồng sáng phản chiếu lại mà đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Miho thấy tin được phát trên TV, trong giây lát cô đã cảm nhận được mình biết người này, mà cau mày lại. Thị trưởng cho lúc này xảy ra tai nạn rời khỏi trại giam. Trang Ho nhìn thấy tin tức này khiến anh nhớ đến vụ tai nạn trước đây của mình, rồi liên kết các sự việc khiến anh ấy bỗng nhận ra có lẽ đây chính là Big Mao làm ra để phục thù. Thế là anh ấy hoang mang gọi vợ mình tới nhắc nhở cô nhớ chú ý an toàn, không được đi một mình. Miho cũng nhớ đến vụ tai nạn vừa xảy ra, lẽ nào
Anh nghĩ chúng ta đã thành công kế hoạch một mũi tên trúng hai đích rồi đấy, Big Mao và thị trưởng Mahado. Hóa ra lúc trước Miho đến nhà xác để hút máu của nạn nhân lúc tiến hành xét nghiệm, vô tình phát hiện kia vô tình đánh cháo nhóm máu của người chết âm tính nhưng giấy xét nghiệm là dương tính. Anh biết rồi, Choi Do-ha tên chó chết này. Cho nên anh ấy mới cố tình đem chuyện trưởng trại giam là tay sai của Big Mao cho ông ta biết. Mục đích là để bắt trưởng giam lại, sau đó bắt ép Big Mao triển khai kế hoạch phục thù với thị trưởng Choi, kế hoạch một mũi tên trúng hai đích. Choi Do-ha sẽ phản kích, Big Mao sẽ lộ diện, anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như đối phó với Choi Do-ha thì nhất định phải tới tìm anh. Một quản ngục nhỏ này bỗng trở thành trưởng trại giam, anh ấy vừa lên chức đã cải tạo lại toàn bộ trại giam, không chỉ xóa bỏ chế độ VIP trước đây, hơn nữa còn vạch rõ khoảng cách trưởng trại giam trước đây. Anh ấy không cho ai tham nhũng và bạo lực nào xảy ra nữa. Anh ấy còn nắp những hòm thư ý kiến trong trại giam để các tù nhân có thể đưa ra các cải tạo với trưởng trại giam. Nhìn thấy dáng vẻ thanh bạch của trưởng ngục mới, lập tức anh ta nhận được sự kính trọng của các tù nhân. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, trưởng trại giam lập tức tuyên bố vì để tránh các bạo lực một lần nữa xuất hiện trong tù. Anh ta lục soát tất cả mọi người đây, có ý gì vậy, tôi có dự cảm không lành. Mà không biết trưởng ngục lột quần áo bọn họ ra để kiểm tra, cảnh tượng đó bị camera lòi ra ngoài, hóa ra đây là cách làm trang hô và trưởng trại giam nghĩ ra. Mục đích để kiểm tra xem ai có vết xăm của tổ chức Big Mao, để tìm ra Big Mao thật sự ở trong trại giam. Thế nhưng sau một hồi không tìm ra kết quả nào, lúc này một tù nhân cởi áo ngoài ra, trưởng trại giam liền phát hiện ra hình xăm kỳ lạ. Anh ta chờ đã, quả nhiên trên người anh ta đã phát hiện ra tổ chức Big Mao. Cuối cùng trưởng giam thất vọng đưa kết quả cho trang hồ, bởi vì kiểm tra một trại giam cũng chỉ chui ra ba chú chuột con mà thôi, còn dấu tích của Big Mao vẫn là một câu hỏi lớn vì kết quả không như ý muốn. Lên trưởng trại giam muốn phỏng vấn bọn họ nhưng Trang Hồ nói với anh ấy rằng hãy quan sát ba tên chuột nhắt đó trong thầm lặng, không đánh rắn động cỏ mới, như vậy thì mới có tìm được Big Mao đang lẩn trốn. Đừng vì bắt được phần đuôi mà bỏ qua con chuột lớn. Lúc này trưởng trại giam đứng trang nghiêm trước nhà lao để chào đón tù nhân mới. Hóa ra người tù nhân mới đó là trưởng trại giam trước đây. Ông ta tức tối đấm mạnh vào mặt của anh, chất vấn người từng kề vai sát cánh bên mình vì sao lại phản bội ông ta. Anh ấy vô tình cầm dùi cui của quản ngục bên cạnh. Tôi đã cố lịch sự nể một chút tình xưa, đúng là này ông vẫn tưởng mình là trưởng ngục ở đây sao? Nhìn kỹ cho tôi, giờ trưởng ngục là tôi này, ở đây tôi mới là vua, hiểu chưa? Trưởng trại giam mới đã phá hợp tác với Trang Hồ, không chỉ đứng trước mặt mọi người chỉ ra hình xăm biểu tượng của Big Mao, bốn tù nhân thậm chí vạch trần thân phận của Trang Hồ trước mặt tất cả tù nhân. Số hiệu 047 người mà chúng ta luôn tin tưởng là kẻ giả mạo Big Mao thật sự đang lẩn trốn ở trong đây. Hóa ra mục đích của trưởng trại giam đó là hủy hoại Trang Hồ để anh ấy không nhận sự kính trọng của mọi người, càng sẽ không có người của Trang Hồ để phục tùng nữa mới như vậy. Trang Hồ không chỉ tay năm ngón với anh ta nữa, tiếp đó anh ta còn nói với mọi người từ bây giờ trở đi sẽ quản lý nghiêm ngặt, không chỉ cắt giảm thời gian ăn uống hoạt động, thậm chí đến cả công việc còn tăng lên gấp đôi, cho đến khi bắt được Big Mao thật sự mới thôi. Anh ta còn treo Trang Hồ lên, thông báo mọi người tìm được bất kỳ manh mối nào thì có thể báo cáo với Trang Hồ. Cuối cùng mọi người tức tối đánh cho trưởng ngục trước đây năn xuống đất, sau đó nắm cổ áo hắn và chất vấn rằng Big Mao thật sự đang ở đâu. Nhìn thấy ông ý không trả lời, chúng điên tiết mà xả giận lên người ông ta. Chính vào lúc này Trang Hồ đã kịp thời dùng tay chặn cú đấm kia lại. Trang Hồ biết rõ có cái mác của Big Mao thì mới có thể phổ cập pháp luật cho anh ta, không được động vào Trang Hồ. Một cú đấm khiến tên tù nhân kia ngã ngay xuống đất, còn cảnh cáo với tất cả mọi người sau này không ai được động vào Trang Hồ. Sau đó mới quay qua Trang Hồ nói rằng mặc dù anh không phải Big Mao thật sự, cho lên một cuộc sống an yên về già đã từng hứa với ông ta nhất định phải làm được. Trang Hồ sau khi cảm ơn lão đại lập tức đi đến phòng của trưởng trại giam, nhấc điện thoại trên bàn lên rồi gọi cho thị trưởng Choi. Anh ấy muốn hỏi anh ta vì sao cho phép trưởng trại giam vạch trần thân phận của anh thế. Thấy đối phương lấy lý do đi họp để cúp máy, lúc này Trang Hồ mới hiểu ra hóa ra đây là kết quả hai người đã bàn bạc với nhau. Vì để bắt được Big Mao thật sự, chúng không còn quan tâm đến sự sống của Trang Hồ. Người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ vừa mới chết vậy mà nhân cơ hội lấy tay cô ấy mở khóa điện thoại. Trong điện thoại vậy mà phát hiện cuộc trò chuyện của cô ta và Miho. Ông ta còn phát hiện hai người đã nén lấy máu của hai tù nhân trong trại giam. Hóa ra lúc trước Miho lấy máu trong tù là để Heiji tiến hành xét nghiệm kết quả. Trong số máu kia không chỉ xét nghiệm một loại ma túy mới, thậm chí chỉ số bạch cầu còn cao hơn bình thường gấp 3 lần. Thế là Miho dưới sự giúp đỡ của tù nhân ở trại giam, cô ấy lại lấy máu của những người bệnh nhân có triệu chứng, sau đó đưa số máu này cho Heiji. Thế nhưng Miho vừa mới rời đi, người chồng trước của Heiji xuất hiện trong nhà. Kết quả là Heiji quá sợ hãi lên đã cầm con dao chĩa về phía anh, uy hiếp hắn không đến gần mình. Thế nhưng tên Cheho này từ đầu chí cuối vẫn không lỡ rời xa vợ mình. Chính vì lúc hắn chậm chậm ép sát cô, Heiji đã không cẩn thận đâm con dao kia vào người cô. Cuối cùng Cheho thần hồn điên đảo mà ngồi trong phòng nhìn người vợ trong vũng máu, đến khi thị trưởng Choi bước vào cũng không hề nhận ra. Thị trưởng Choi bất lực nhìn trợ lý chùm đầu hắn lại, sau đó đưa ra khỏi căn phòng. Tiếp đó thị trưởng Choi vô tình nhìn thấy điện thoại lịch sử trò chuyện của Heiji và Miho. Sau khi biết được bọn họ đang điều tra sự việc về nhóm máu ở trong trại giam, Choi Ho lập tức lấy điện thoại ra để gọi điện cho trưởng trại giam mới nghe. Bắt Trang Ho và Miho hôm nay phải xử lý hai người đó, mà Trang Ho lúc này không biết gì đang nhàn nhã ngồi ở sân vận động đọc sách. Chỉ nhìn thấy trưởng ngục trước kia ngồi xuống bên cạnh mình, ông ta vô cùng bất mãn và trách Trang Ho vì sao lại hợp tác với thị trưởng Choi để phản bội Big Mao.
người luôn giúp đỡ anh ta, nhưng Chang Ho lại nói với ông rằng anh ta chỉ đang trả vờ hợp tác với thị trưởng Choi mà thôi. Mục đích thật sự là giúp cho Big Mao tin vào luận văn của giáo sư Seo. Nhưng đến tận bây giờ Big Mao không chịu xuất hiện nguyên hình để báo thù cho các anh em. Hãy nói cho tôi kế hoạch là gì, nói với Big Mao tối nay gọi anh ta đến giáo đường. Lúc này trưởng ngục nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi cũng đưa ra quyết định. Lúc này Jay-Z trong bệnh viện đang nhận được cuộc điện thoại, được rồi cứ như thế đi. Hãy giúp tôi hoàn thành giấy xuất viện anh Chang Ho, anh thật sự thú vị đó. Lúc này Chang Ho đang ngồi ở giáo đường đúng như thời gian đã hẹn để chờ đợi Big Mao hiện thân. Thế nhưng thời gian đã qua đi nhưng anh không thấy bóng dáng của Big Mao đâu. Lúc này điện thoại anh bỗng nhận được thông báo một tin nhắn của Big Mao rằng muốn thay đổi vị trí gặp mặt. Chang Ho liền vội vàng đi đến địa điểm trong tin nhắn, nhìn thấy căn phòng một màu tối đen, anh lại nghe thấy bước chân chậm chậm, cho đến khi anh ấy nghe được thấy người đó đã ngồi xuống ở phía sau lưng anh. Anh liền cầm một chiếc bật lửa trên bàn để thắp sáng căn phòng. Ông là Big Mao sao? Đoán giả đoán non, suốt 2 tháng nay Big Mao chính là trưởng phòng này sao? Người duy nhất có thể chống lại được cậu chỉ có một mình tôi. Chang Ho kinh ngạc nhìn về phía ông Nubat, thành thật khai ra thân phận của mình. Nhưng anh ấy không tin được ông ấy là Big Mao trong truyền thuyết. Nhưng Nubat có thể nói ra tất cả các thông tin các lá bài, lúc này Chang Ho mới tin ông ta là Big Mao thật sự. Thế nhưng Chang Ho không thể hiểu nổi ông ta lại dám hại rồi đẩy anh vào tù. Hơn nữa trước đây họ không hề quen biết nhau, cũng không có liên quan gì đến nhau. Từ khi nào? Mọi chuyện bắt nguồn từ đâu? Đối diện lời chất vấn của Chang Ho, Nubat lúc này kể câu chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe. Hóa ra lúc trước thị trưởng Choi ủy thác cho Chang Ho là luật sư, căn bản là không hề có liên quan gì đến anh. Nhưng anh lại đi tra cứu thông tin về Gong Jin-hun, mới khiến ông ta nảy sinh thủ tiêu người diệt khẩu. Nếu như không phải ông ta giúp đỡ để mọi người nghĩ anh chính là Big Mao, vậy thì giờ anh đã biến thành một thi thể không có chút sức sống nữa. Mà giá trị duy nhất của anh tìm thấy bản luận văn của giáo sư Seo. Sao ông bị ám ảnh về luận văn của giáo sư Seo đến vậy? Bởi vì ta muốn tìm thấy hung thủ hãm hại con gái ta, cho nên cậu bắt buộc phải đến để xử lý tất cả bọn chúng. Nghe thấy Nubat chỉ vì báo thù cho con gái lên đẩy mình vào kết cục ngày hôm nay, rồi dán cái mác Big Mao lên trên người mình để anh chịu sự báo thù của Gong Ji-hun. Thậm chí vợ của mình còn bị các đồng nghiệp của mình dị nghị không ngừng. Kết quả chỉ muốn anh trở thành công cụ cho Big Mao tìm ra bản luận văn của giáo sư Seo mà thôi. Sau khi biết được chân tướng, Chang Ho không biết lên cảm ơn Big Mao đã ra tay cứu mình, hay căm hận ông ta vì đã đảo lộn cuộc đời của anh. Chang Ho để lộ ra biểu cảm giờ khóc giờ cười, nhìn về phía Big Mao, rồi chậm chậm bình tĩnh lại. Mà lúc này trưởng trại giam nghe được mệnh lệnh của thị trưởng Choi, đó là phải trừ khử Chang Ho và Mi Ho trong tối nay. Thế là anh ta và thuộc hạ rất nhanh đã bàn xong kế sách, đó là để trại giam bị xảy ra một cuộc bạo nạn lớn. Sau đó nhân cơ hội kéo công tắc của trại giam để thuộc hạ ra tay với Chang Ho và Mi Ho. Sau đó anh ta sẽ làm báo cáo lên cấp trên rằng hai người họ bị đánh chết trong một trận bạo loạn. Như vậy có thể đưa cái chết của hai người đổ lên đầu các tù nhân. Sau khi dập cầu dao không nhìn thấy bóng dáng Chang Ho đâu. Bởi vì thời gian không thể ngắt điện quá lâu, nếu không sẽ kinh động đến phía cảnh sát. Thế là trưởng ngục giam lại đưa ra quyết định không có Chang Ho thì trừ khử Mi Ho trước đi. Lúc này trưởng phòng biết lời đề nghị của Chang Ho thì nhăn mày, nhưng giây tiếp theo thì cười lớn. Sau đó nhìn về phía Chang Ho uống hết ly rượu trong tay. Cuối cùng đưa ra được quyết định, ông sẽ từ chối đề xuất của tôi sao? Quá là kinh người, tôi chỉ là đang cảm thán mà thôi. Giờ cậu lên đến phòng y tế đi, vợ cậu đang gặp nguy hiểm. Cảnh tượng này thật sự châm biếm mà, trưởng ngục vậy mà muốn thủ tiêu hại nữ bác sĩ tại phòng y tế của trại giam. Mà người bảo vệ bác sĩ thì lại là tên tử tù đã từng thủ tiêu hại 9 mạng người. Chỉ nhìn thấy trưởng trại giam với vẻ ngoài lạnh lùng mà đánh mạnh khẩu súng vào đầu của tù nhân khiến anh ta gục ngã xuống đất. Sau đó anh ta lại chĩa súng vào cô y tá kia, cô hãy sang bên đó chờ trước đi, chồng cô sẽ tới sau. Thế nhưng lời nói vừa dứt, một bóng dáng không màng đến nguy hiểm mà xông về phía trưởng ngục. Hóa ra người đàn ông đó chính là chồng của bác sĩ kia. Chang Ho anh ấy phẫn nộ mà đè lên trưởng ngục, không ngừng đấm mạnh vào mặt hắn. Cho đến khi thấy bộ dạng bất tỉnh của hắn, Chang Ho mới dần dần bình tĩnh lại để hắn xuống đất, rồi lo lắng đến cạnh Mi Ho. Sau khi thấy cô bình an vô sự, anh mới ôm chặt lấy cô vào lòng. Thế nhưng vào lúc hai người họ vẫn đang kinh sợ thì ông Nubat và quản ngục trước đây đi đến bên cạnh hai người. Chỉ thấy ông Nubat ra hiệu cho trưởng ngục trước đây, ông ta liền chậm chậm ở dưới đất bắn lên một tiếng súng vang lên, kết thúc sinh mạng của trưởng ngục Gan. Chang Ho trực tiếp chứng kiến tất cả mọi chuyện, cảm thấy ông ta không hề giống Big Mao trước đây một chút nào. Dường như hành động lần này của Big Mao đặc biệt nguy hiểm và bài bản. Điều mà Chang Ho không để ý là Mi Ho lúc trước rất sợ nhưng giờ bình tĩnh nhìn trưởng phòng. Và tên quản ngục vừa nãy đã đưa đến một đội có vũ trang đến bao vây họ lại. Xem ra đội quân vũ trang coi họ như các thành phần bạo loạn. Nếu bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng thì rất có khả năng bị chúng trừ khử. Ngoại trừ việc cầu cứu bên ngoài thì họ không có cách làm khác. Lúc này người tự xưng là Big Mao cũng ra quyết định cuối cùng, đề xuất mà cậu đưa ra với tôi. Tôi chấp nhận, có điều cậu cũng phải giữ lời hứa. Thế là Chang Ho lập tức lấy điện thoại ra. Bên ngoài đối tượng mà anh ấy cầu cứu chính là đối thủ một thời Gong Ji-hun. Nghe thấy lời của Chang Ho, hắn vô cùng phấn khích. Này Park Chang Ho, tôi yêu cậu chết mất, tên Choi Do-ha đáng chết mày tiêu đời rồi. Tiếp đó Gong Ji-hun cùng cảnh sát tới trại giam của Chang Ho. Kết quả lại bắt gặp thị trưởng Choi ở bên ngoài. Nhìn thấy thị trưởng Choi, Gong Ji-hun liền lấy điện thoại ra cho Chang Ho. Hiện tại ông ta đã mang theo cảnh sát tới trại giam rồi. Thế là Chang Ho liền đeo còng tay cho ông Nubat. Hóa ra đề xuất của Chang Ho nói với ông ý chính là đó là để Big Mao trở thành con mồi để bắt đi, thì anh ấy càng nhiều sự tín nhiệm lấy được bí mật thực sự của giáo sư Seo. Uy quyền của cái tên Big Mao hiện tại đã không còn đủ rồi, và hứa giúp ông ta bình an vô sự.
Trời ạ, hóa ra là ông như thế này sao, tôi thật sự rất muốn gặp ông Big Mao à. Quả nhiên bắt được Big Mao, phía thẩm phán đã hủy bỏ bị cáo đối với Trang Ho giúp anh lấy được sự trong sạch. Cuối cùng anh cũng thoát được nhà giam kia mặc lên bộ vest ngầu lòi. Thậm chí anh còn là anh hùng bắt được Big Mao. Anh ấy cũng thành công tháo bỏ cái mask Big Mao, từ đây anh sẽ dùng vũ khí pháp luật để đối kháng những kẻ hãm hại anh. Một khi chủ tịch Tài Phiệt ra tay thì sẽ lấy bản giao ước 1.000 tỷ won để làm phần thưởng anh ta bắt được Big Mao. Thật sự Gong Ji-hun xúc động mà quỳ xuống gập đầu cảm ơn chủ tịch. Sau khi anh ta đứng dậy vội vàng ấn dấu tay xuống bản giao ước. Tiếp theo chủ tịch chỉ cần ký tên vào thì bản giao này sẽ có hiệu lực. Thế nhưng lúc này viện trưởng Win lại đi vào phòng làm việc rồi bảo chủ tịch nhanh chóng mở TV lên. Chỉ nhìn thấy chủ tịch mở TV lên thấy Trang Ho vừa được thả ra, đang mở một cuộc họp báo. Nghe thấy Trang Ho tuyên bố trước mặt các phóng viên về cái chết của giáo sư Seo và một chủ tịch nào đó có liên quan, phía sau bọn họ còn có một bộ não điều hành. Mặc dù Trang Ho không chỉ tận mặt chủ tịch nhưng Gong Ji-hun ngại ngùng cầm bản di ước, không biết đưa cho chủ tịch ký vào đó không, nhưng con chim trong tay không cho nó bay đi mất được. Chính vào lúc anh ta lấy hết dũng khí để xin chủ tịch ký vào bản giao ước kia thì viện trưởng Win như đang có ý đối kháng với anh ta vậy mà nói chủ tịch rằng Trang Ho đang xin bảo lãnh cho Big Mao, cậu ta vậy mà dám đối đầu với ta sao? Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của chủ tịch, Gong Ji-hun tức nói mình sẽ đi xử lý tên Trang Ho đấy thật tốt, sau đó lấy bản giao ước ra mặt dày đòi chủ tịch ký tên. Sự việc vẫn chưa xử lý xong, đợi đến khi có kết quả rồi tính tiếp. Mà thị trưởng Choi lúc này cũng tìm tới chủ tịch rồi đưa ra một yêu cầu mà bản thân anh thấy chính nghĩa, là để Trang Ho bảo lãnh Big Mao để anh ta được thả ra ngoài. Nghe thấy lời của thị trưởng Choi, khiến chủ tịch nhớ trước đây bởi vì luôn nói chính nghĩa nên ông ta mới cách biệt âm dương với đồng nghiệp của mình. Không biết chủ tịch bị ảo giác hay không nhưng đứa cháu trai của đồng nghiệp kia lại rất giống trai Ji-ha của hiện tại. Sau này anh ta sẽ thế nào? Anh ta chết rồi. Cuối cùng Big Mao đã nhận được bảo lãnh cũng khiến phóng viên điên cuồng bao vây lấy ông ta, còn chủ tịch bên này nhìn thấy bản tin ấy vô cùng tức tối. Còn thị trưởng Choi và vợ của anh ta đang thảnh thơi ngồi bên bể bơi. Cuối cùng Trang Ho đưa Nu Bat đến quán ăn mà ông ấy từng kinh doanh, bởi vì nơi đây là nơi chứa rất nhiều nỗi nhớ của ông ấy dành cho con gái. Nhưng Trang Ho lại nhìn thấy trên biển hiệu trên cửa trước quán lại là tổ chức Big Mao. Sau khi vào bên trong, ông ấy không chờ đợi được nữa mà lấy ra sợi dây chuyền mà con gái ông ấy từng đeo. Đó là sợi dây chuyền thập giá nhưng giờ xót lại một vòng tròn. Trang Ho nhìn thấy dáng vẻ nhớ người của ông ấy cũng không tiện làm phiền, thế là anh ấy liền rời khỏi quán ăn. Nhưng đi xuống chuẩn bị lái xe rời đi thì tiếng nổ lớn phát ra trên tầng bùm. Cứ như vậy, ông vua thế giới ngầm hô mưa gọi gió Big Mao vào ngày thứ 5 lộ thân phận đã mất mạng, mà người tẩy thân phận của ông đó chính là Trang Ho, khó mà tránh được tội. Ông hoàng thần bí của thế giới ngầm vừa lộ thân phận đã bay màu, các lãnh đạo cấp cao đã lộ diện ở đám tang, trong đó có một người không thuộc tổ chức anh ta bước tới linh vị. Không để họ tên, chưa kịp đặt hoa lên thì điện đã vụt tắt, Big Mao xuất hiện trước mắt mọi người. Xin chào mọi người, tôi là Big Mao, đây là đoạn video cuối cùng Big Mao đã quay lại khi còn sống, vì cuộc đời ông có quá nhiều kẻ địch nên ông cũng lường trước sẽ chết ngay khi lộ thân phận. Đoạn video này cũng là lời chăn chối, cũng là mệnh lệnh cuối. Khi mọi người thấy đoạn video này, Big Mao sẽ không còn là tôi nữa mà chuyển sang Park Trang Ho. Đúng thế, người duy nhất không thuộc tổ chức là Trang Ho đã được Big Mao chỉ định cho là người kế vị, giờ anh không cần mạo danh nữa mà là ông hoàng của thế giới ngầm rồi. Tuy nhiên trong tổ chức có vô số người, tại sao có thể phục tùng một thằng nhãi chứ? Người đầu tiên thắc mắc là cánh tay phải của Big Mao là Trưởng Ngục, ai đã quay video này ai biết không? Quả nhiên chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm, xác của Big Mao còn chưa lạnh nhưng Trưởng Ngục tỏ ra nghi ngờ nói Trang Ho ngụy tạo lên. Thấy không khí ngày đang căng thẳng, có người đứng lên bảo mình giữ video, hành động ấy khiến mọi người sửng sốt nhưng kinh ngạc nhất là Trang Ho, bởi đó là anh bạn hồi nhỏ của mình. Chẳng ai dám thắc mắc với anh ấy, ngay cả Trưởng Ngục phải ngồi xuống. Vì anh là người thân tín nhất của Big Mao, anh liền cảnh cáo bên dưới nếu có ai nghi ngờ video trên thì rời khỏi ngay đây lập tức. Đó rõ ràng là lời uy hiếp, đã ra khỏi đây là thoát khỏi uy của tổ chức, hậu quả vô cùng khôn lường, cả căn phòng không một tiếng động. Trưởng Ngục cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đồng ý phục tùng, nói xong lập tức bỏ đi. Anh luật sư quay lại hỏi Trang Ho liệu anh có nhận ủy thác của Big Mao không? Câu hỏi đó đẩy Trang Ho vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu đồng ý là anh chính thức dính dáng với thế lực ngầm. Ngầm nhưng nếu không đồng ý anh khó mà ra khỏi cánh cửa kia, thân là kẻ biết bí mật của tổ chức. Sau đó trong nhà thờ chỉ còn Trang Ho và bạn mình. Lúc này trong đầu Trang Ho có vô vàn câu hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, hai người thân thiết như anh em tự nhiên trở lên hết sức xa lạ. Sutae là người phá sự im lặng trước. Anh ấy xin lỗi Trang Ho rồi nói nếu Trang Ho thật sự không muốn làm Big Mao thì sẽ nghĩ cách hòa giải, nhưng chỉ cho Trang Ho một ngày suy nghĩ, ngày mai phải đưa anh ấy một câu hỏi rõ ràng. Thực ra hiện giờ Big Mao đã chết, gia đình Trang Ho có thể rút lui nhưng Miho không muốn anh làm vậy bởi rất nhiều người bỏ mạng để cứu anh. Nếu lúc này hai vợ chồng bỏ cuộc thì việc đó sẽ trở thành ám ảnh tâm lý với họ mãi mãi. Có sự ủng hộ của vợ, hôm sau Trang Ho hiện gặp Sutae trên bờ biển, chấp nhận trở thành Big Mao mới. Chủ tịch Gang và chủ tịch Choi đang điều động lực lượng điều tra từ quá khứ cho đến hiện tại, từ tài sản cho đến thân nhân và cả đời sống riêng. Một anh chàng trẻ tuổi bất ngờ được kế nhiệm vị trí đứng đầu nhóm giang hồ. Các thành viên trong tổ chức giang hồ không phục tự lập bè phái riêng, thấy tổ chức đang xưng bá một vùng sắp sửa dã đám hết. Trang Ho đã sử dụng một cách xoay chuyển tình thế, người đầu tiên thể hiện thái độ không hợp tác là Trưởng Ngục, người đứng thứ ba của tổ chức. Dù sao Trang Ho cũng là kẻ mà ông ta hãm hại không ít lần, sau khi bị tuột mất quyền kế vị ông ta mua đứt lại một xưởng xe bỏ đi, ông kêu gọi nhiều băng phái nhỏ lẻ quanh đó tạo lên thế lực không hề tầm thường. Trang Ho vốn không muốn can thiệp vào nhưng Trưởng Ngục lại cho đàn em đi thủ tiêu thị trưởng Choi, giúp ông ta thu thập được một lượng người ủng hộ vì bị thương. Trang Ho lại ra tay dằn mặt cử Sute và đàn em đi đàm phán ngay ngày hôm đó.
Nào ngờ gung gắt cậy phe mình đông người vô cùng ngạo mạn, không chỉ đuổi đàn em của Sutae đứng chắn trước mặt mình còn mạnh miệng xỉ vả, sau đó bị như thế này. Chuyển cảnh trong xưởng bỏ đi của trưởng ngục đang điên cuồng đổ xăng lên chiếc xe, người ngồi bên trong chính là trưởng ngục thuộc hạ của anh ta không biết ở đâu hết cả rồi. Sutae không nhiều lời rút ra ngọn đuốc đi tới xe, nhìn vào đôi mắt của trưởng ngục trông như một cái xác. Trưởng ngục sợ hãi tột độ liên tục phát ra tiếng cầu xin. Đúng lúc đó Trang Hô gọi điện tới Sutae, nghe máy xong vứt ngọn đuốc ra chỗ khác. Trưởng ngục bị đưa đến trước mặt Trang Hô, giờ đây anh có vị thế của một người cơ trên khi gặp trưởng ngục nhìn không ra hồn người. Anh quyết định cho ông ta một viên kẹo ngọt, tôi không thèm khát cái danh Big Mao này, đợi khi trả thù xong cho đại ca tôi sẽ rời khỏi đây. Lời này đã thuyết phục được trưởng ngục, nhưng Trang Hô không thể ngờ ông ta là một con cáo già thực sự và anh sẽ phải hối hận với quyết định của mình. Cùng lúc đó Ji-hun đang mượn rượu giải sầu, bởi vì hôm qua vợ của thị trưởng Choi, kẻ thù lớn nhất của anh ta, đã quyết định tham gia tiếp quản lại tài chính, thậm chí còn yêu cầu chủ tịch chuyển nhượng cổ phần sang tên trước mặt anh ta. Thế là cổ phần của vợ chồng thị trưởng Choi đã vượt qua hẳn Ji-hun, anh ta sẽ mất quản lý tập đoàn tài chính khi bốn người họ đang oán trách lẫn nhau. Ji-hun nhận điện thoại của Trang Hô, tìm tôi có việc gì vậy? Tôi tổ chức họp báo lớn, anh nhớ đến nhé. Trang Hô đi đến trước mặt đám đông phóng viên nhà báo, đây là họp báo đầu tiên khi anh trở thành Big Mao, nhưng truyền thông hỏi Big Mao đã thiệt mạng, Sutae liền ngăn chặn câu hỏi đó và nói hôm nay họ sẽ tuyên bố chuyện quan trọng hơn. Tôi sẽ ứng cử chức thị trưởng nhiệm kỳ tiếp theo. Trên cương vị quần chúng, thông tin vừa được đưa ra cả hội trường ồ lên. Ji-hun đến muộn đã thấy Trang Hô nở nụ cười khó hiểu. Buổi họp báo kết thúc, hai người họ quyết liên thủ lần nữa, bởi vì kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Trang Hô sẽ giúp Ji-hun đánh bại vợ chồng thị trưởng Choi, điều kiện anh ta phải giúp anh lên chức thị trưởng kỳ tiếp theo. Nhưng trước đó phải đến gặp chủ tịch, vì dù sao người có tiếng nói nhất tập đoàn tài chính chính là ông già đó. Nhưng Ji-hun bị Trang Hô lừa mất mấy lần lên rén rồi, không phải anh lợi dụng tôi đấy chứ? Không đâu, phải là lợi dụng lẫn nhau để thắng chứ. Thị trưởng Choi đang báo cáo với chủ tịch Trang Hô sẽ tham gia tranh cử, thì cấp dưới báo rằng Ji-hun dẫn Trang Hô tới gặp, rõ ràng là sói đến thăm cừu. Nhưng chủ tịch vẫn muốn xem anh mang đến những gì, nên mặc kệ can ngăn của thị trưởng Choi, kiên quyết muốn gặp mặt Trang Hô. Ông ta chưa biết sự lợi hại của anh, nhưng thị trưởng Choi đã được lĩnh giáo nhiều lần nên ông biết lần này sẽ có chuyện lớn. Xin chào ngài, tôi là Park Trang Hô. Park Trang Hô chết rồi, nhưng anh không ngờ mình sẽ chết trong tay người mà mình tin tưởng nhất. Vì để có thể xâm nhập vào mạng lưới của kẻ thù, anh không ngại nói ra cơ cấu cao cấp của tổ chức, thậm chí còn nói dối cả nhà anh bị tổ chức Big Mao uy hiếp. Chỉ cần chủ tịch có thể giữ mạng cho anh sẽ chấp nhận làm nội gián giúp chủ tịch nhổ tận gốc Big Mao. Nhưng chủ tịch là một lão cáo già, sao có thể dễ dàng tin người khác. Thế là Trang Hô còn đưa luôn danh sách lãnh đạo cấp cao trong tổ chức, cuối cùng đổi lại là lời mời đến sinh nhật chủ tịch. Đây là vinh hạnh chỉ có người nội bộ mới nhận được. Nhưng chiêu này lại không qua mắt của kẻ thù lớn nhất là thị trưởng Choi. Lên đối với hành động của Trang Hô, anh ta liền quay mặt rời đi. Tuy nhiên kế hoạch của Trang Hô vẫn diễn ra thuận lợi, đương nhiên nhờ vào giới thiệu của Ji-hun để cảm ơn. Trang Hô quyết định tặng cho anh ta một món quà, đó là 100 tỷ của Gong Ji-hun, không phải là do Big Mao lấy đi, không phải là ông ta thì của ai được. Tìm hiểu kỹ xem, không chừng nó vẫn luôn ở xung quanh anh. Lời nói này của Trang Hô là thật và thành công đẩy mâu thuẫn của Ji-hun và thị trưởng Choi lên một bậc, nhưng anh đã đánh giá thấp thị trưởng Choi. Lúc Trang Hô quay về đã bị người khác theo dõi, nên cảnh tượng ngục trưởng cúi đầu cung kính với Trang Hô đã nhanh chóng gửi đến thị trưởng Choi. Và khuôn mặt bất mãn của trưởng ngục cũng đã vào tầm ngắm của thị trưởng Choi. Kế hoạch mượn giao thủ tiêu người sắp được hình thành. Rất nhanh trưởng ngục đã nhận được cuộc gọi của thị trưởng vừa mới nói chuyện, ông ta tràn đầy nỗi oán hận. Nhưng khi thị trưởng nhắc tới Trang Hô trong chớp lát, trưởng ngục vô cùng kinh ngạc liền nhanh chóng đồng ý gặp mặt. Khi đến nơi, trưởng ngục nghe yêu cầu của thị trưởng Choi mà hoàn toàn không chút cảm kích đến. Khi anh ta lấy ra danh sách những hội viên cấp cao của Big Mao ra và bảo đây là Trang Hô đưa tận tay cho chủ tịch, ông ta mới chấp nhận lời hợp tác thị trưởng. Dù sao ông ta có thế lực riêng, dù có hợp tác với thị trưởng Choi thì cũng không coi đó là phản bội tổ chức, và cũng là Trang Hô phản bội trước. Mà Trang Hô hoàn toàn không biết gì, hôm sau một mình đi gặp trưởng ngục và sắp xếp cho ông ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là đưa ông già này ra khỏi viện dưỡng não, không được gây ồn ào và vô cùng im lặng. Đó là ông nội trên danh nghĩa của thị trưởng Choi, thực tế cháu trai đã qua đời 20 năm trước mà thị trưởng Choi giả danh cháu trai của ông xâm nhập vào nội bộ tài phiệt để tiếp cận chủ tịch, nhân cơ hội báo thù cho cha mình. Bí mật này bị Miho tìm được. Trang Hô dự định vào tiệc sinh nhật của chủ tịch lật tẩy thân phận thật của thị trưởng Choi. Kế hoạch này vốn rất tốt nhưng giao cho nhầm người. Jae-ji khuyên anh nên để ý tên trưởng ngục. Ai mà biết được Trang Hô lại cho rằng tính cách trưởng ngục không xấu, chủ yếu là sự tin tưởng. Tuy nhiên Jae-ji vẫn không yên tâm, bèn chủ động theo dõi trưởng ngục hành vi của ông ta. Ai ngờ lại bị người khác đánh ngất từ phía sau. Cuối cùng bị nhốt trong cốp xe. Kết quả vào ngày sinh nhật của chủ tịch, Trang Hô và Miho lên đồ lộng lẫy, khiến mọi người kinh ngạc. Ai mà biết được một cuộc gọi của trưởng ngục khiến Trang Hô phải ra ngoài. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, anh vẫn chưa xuất hiện, bởi vì lúc này anh đang bị trói trên ghế mà người bắt anh chính là trưởng ngục. Big Mao chưa chết, tất cả chỉ là cục diện do anh và trưởng ngục sắp đặt, bắt đầu từ biểu hiện của hai người, đến cả hiện trường giả chết hôm nay để khiến thị trưởng mắc bẫy. Nhưng khoảnh khắc trưởng ngục thủ tiêu Trang Hô lại được Jae-ji chứng kiến. Anh liền báo cáo cho tổ chức khiến mọi người đều kinh ngạc, hàng trăm xe ô tô đến nhà kho đó. Jae-ji cũng báo tin cho Miho, kết quả Miho tham gia tiệc vô cùng tuyệt vọng, trực tiếp xông vào nắm cổ áo thị trưởng Choi. Tuy nhiên phản ứng của Miho khiến thị trưởng tin Trang Hô đã chết, nhanh chóng lên xe đi đến để xác nhận thi thể, thậm chí trên xe không nhịn được mà nở nụ cười nham hiểm. Nhưng Miho đã mất đi niềm tin, ngất giữa buổi tiệc. Tuy nhiên thị trưởng đến nhà kho bỏ hoang, trên đất chỉ còn máu, thi thể không cánh mà bay. Đối diện với câu hỏi của thị trưởng về thi thể của Trang Hô, trưởng ngục nói thi thể đã được hỏa thiêu, nhưng thị trưởng vẫn muốn xác nhận. Nhưng không ngờ thuộc hạ của Big Mao đã đến, không còn cách nào khác, anh ta chỉ tạm thời bỏ qua.
Tuy nhiên anh ta không ngờ tới được cuộc nói chuyện của anh ta sớm đã truyền đến chủ tịch không sót một chữ, mà ngồi cạnh chủ tịch chính là Trang Hô. Hóa ra anh ta là họ hàng nhà Dâu. Hóa ra trong cuộc nói chuyện của hai người gung gắt đã nhắc đến Trang Hô đã phát hiện thân phận giả mạo của anh ta. Thị trưởng Choi lại thừa nhận mình là hậu duệ nhà họ Dâu bị chủ tịch hãm hại. Chiêu mượn giao thủ tiêu người của Trang Hô vô cùng hoàn hảo, nhưng anh không ngờ được rằng chưa để chủ tịch tìm thị trưởng Choi tính sổ thì anh ta đã ra tay trước. Tối hôm đó anh âm thầm đến sau xe lăn chủ tịch tiêm thuốc vào ống truyền dịch, trực tiếp vẽ một dấu chấm hoàn hảo cho kịch bản báo thù của mình. Cùng lúc đó Miho đã tỉnh lại trên giường bệnh, thấy Trang Hô bên cạnh. Mới đầu cô nghĩ đang nằm mơ, nhưng cảm nhận truyền đến bên vai cô mới phát hiện Trang Hô chưa chết. Đây là chuyện gì vậy? Anh lại lấy chuyện này ra dọa em sao? Xin lỗi vì chỉ trách Jay-Z nhiều lời quá. Đồng thời người oán trách Jay-Z nữa là trưởng ngục. Tối hôm qua vẫn đối diện rất đông thuộc hạ, khí thế bừng bừng, ông ta chưa kịp giải thích bị đánh một trận. Nếu Trang Hô không kịp gọi báo bình an thì e rằng ông ta sớm đi gặp ông bà rồi. Tuy nhiên mọi người chưa được vui vẻ bao lâu, trên TV thông báo tin khẩn cấp, đó là tin chủ tịch đã qua đời. Không ngờ chủ tịch vẫn chưa đấu với thị trưởng Choi mà đã đăng xuất. Không lâu sau lễ truy điệu được tổ chức, buổi lễ còn có vòng hoa của các doanh nghiệp. Ngay cả tổng thống cũng đến chia buồn. Bất ngờ nhất không phải tổng thống mà là Trang Hô, vốn buổi lễ vô cùng bi thương nghiêm túc thì anh lại bước đến như sàn diễn thời trang. Người kinh ngạc nhất vẫn là thị trưởng Choi, mà khi mọi người đang kính viếng thì Trang Hô lập tức đi đến trước thị trưởng Choi khiêu chiến với anh ta. Anh thấy dường như rất ngạc nhiên, nhỉ, Dâu Song Hun, cái tên này không những khiến vợ thị trưởng vô cùng kinh ngạc mà Ji Hun thấy được cơ hội lật ngược tình thế, vì dựa theo di chúc bị tráo đổi, chủ tịch giao lại toàn bộ tài sản cho thị trưởng và vợ. Anh ta rời đi và không có phần tài sản nào. Hiển nhiên Trang Hô là cọng cỏ cứu anh ta. Tôi biết là do anh thủ tiêu, tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của anh. Lời khiêu chiến này xem ra rất ngầu. Nhưng Trang Hô không ngờ tới rằng Miho đang đánh răng phát hiện có vết máu trên bàn chải. Nghĩ đến vài bệnh nhân ung thư máu đều là chảy máu răng xong đến chảy máu mũi. Cô lập tức cảm giác đến lỗi sợ, vì cô từng cứu nạn nhân trong rừng mà xông vào khu bí mật của tài phiệt, lại bị ống nước vỡ bắn ướt cơ thể, nhưng hiện tại chỉ chảy máu chân răng. Trong lòng cô vẫn ôm nỗi hy vọng, nhưng ai ngờ mũi cô ấy. Đây là buổi chia tài sản tài phiệt hàng đầu. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, có điều có mỗi Gong Ji-hun là đã có tính toán từ trước. Không chỉ anh là cháu ngoại của chủ tịch mà anh ta đã xem lén bản di chúc. Mặc dù anh ta oán trách chỉ nhận 36% di sản, nhưng 36% cũng là số phần trăm lớn nhất của tập đoàn, nên trước buổi họp anh ta đã bắt tay với người khác lên kế hoạch sau khi chia xong di sản sẽ đuổi vợ chồng thị trưởng Choi đi. Nhưng mọi việc sẽ thuận về anh ta sao? Thư ký lân cận và luật sư đi tới đó. Tôi là Kim Chu-su, luật sư. Nghe thấy cái tên xa lạ này, Ji-hun thấy có dự cảm không lành, anh ta đã đưa chất vấn ngay tại chỗ, vì luật sư riêng của chủ tịch là luật sư Dung. Ai ngờ trợ lý nói chủ tịch trước khi qua đời một tuần đã thay đổi luật sư, và bản di chúc thay đổi kỳ lạ này ngay lập tức mọi người nghi ngờ. Tôi để lại cổ phần công ty EP cho Doha, chắc chắn đây là di chúc giả. Lần này Ji-hun cũng nhận ra toàn bộ tài sản tập đoàn đã bị vợ chồng thị trưởng lấy đi, chỉ còn một chút tài sản nhỏ ở dưới. Anh ta chắc chắn đây không phải bản gốc của chủ tịch, chắc chắn có trò mèo trong này. Ji-hun lập tức xông tới phía thị trưởng cho tranh luận, nhưng bất luận tranh cãi thế nào thì ván cũng đóng thuyền, không thể làm gì được nữa. Lúc này video trực tiếp hiện trường cũng được Trang Hô xem, quả nhiên những gì anh suy đoán là đúng. Trước đó anh đã cảnh cáo Ji-hun khi buổi ăn chia bắt đầu, nhưng vì Ji-hun cứng đầu không những không tin vào dự đoán của Trang Hô mà thậm chí còn kiên quyết đòi đối đầu với anh, chỉ là không ngờ quả báo đến nhanh như vậy. Không còn cách nào khác, vì tài sản của mình anh ta chỉ ái ngại gọi cho Trang Hô, nhưng Big Mao không phải người thích thì gọi, không thích thì đuổi, anh ta gọi cả ngày không ai nghe máy. Hôm sau Ji-hun đứng dưới công ty của Trang Hô đợi từ sớm, không biết là anh ta đã đợi được từ bao lâu, cuối cùng Trang Hô cũng tới. Ji-hun vội vàng đi lên chặn đầu, vô cùng ngại ngùng nói lời xin lỗi, nhưng Trang Hô đâu phải người dễ mà dụ dỗ. Anh lạnh lùng nói như anh nói hôm qua một lần, tôi không thể chịu đựng được kẻ phản bội mình, tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Gì cũng được, cuối cùng Trang Hô đưa anh ta vào trong phòng họp và kể chuyện Choi Do-ha là đứa trẻ bị bỏ rơi của họ nhà họ Dâu. Cuối cùng họ đạt được thỏa thuận chung chưa từng có. Ji-hun sẽ dốc hết sức cho Trang Hô lên làm thị trưởng, còn Trang Hô sẽ dùng cách quang minh chính đại hủy hoại Do-ha khi lên chức thị trưởng. Lúc này thị trưởng Choi không để cho Trang Hô để phát triển mà thậm chí còn bỏ tranh cử nghị viên mà quyết định tham gia ứng cử thị trưởng. Anh ta muốn Trang Hô mãi mãi bị mắc kẹt vào cái rọ. Đây chính là dáng vẻ cần có của chị đại đối diện với đàn em hổ báo. Cô không chút sợ hãi, cô đã đưa ra mệnh lệnh với bọn họ bất chấp hậu quả, bất chấp thủ đoạn hoàn thành chuyện này. Khi ông Giang hỏi cô có đánh được đối phương hay không, cô do dự một lát rồi cô trả lời được chứ. Nhưng mới hôm qua cô mới là cô gái nhẹ nhàng đoan trang, thậm chí hàng ngày cô còn mang đồ ăn tới cho chồng tăng ca. Hiện giờ Big Mao bị ép vào đường cùng, cô không thể không nhu mì hiền thục để lựa chọn bản thân xuất hiện. Thì ra Trang Hô đạt được thỏa thuận chung với Ji-hun, nhưng trong tay Ji-hun còn một ít tài sản ít ỏi. Trong một đêm đã mất trắng thuộc hạ không những đầu quân hết cho thị trưởng Choi mà anh ta còn suýt bị gạch tên ra khỏi tập đoàn một người. Khó khăn như anh ta phải dùng cách đồng quy vô tận giữ lời hứa với Trang Hô, giao USB bằng chứng tội phạm cho Trang Hô. Nhưng đối diện với người đàn ông giúp đỡ mình này, Hô quả thực không nhẫn tâm ra tay, nên anh nói cho Ji-hun chỉ cần tìm thấy con trai ông ấy và kiện anh ta có thể lấy được tài sản đáng kể từ Doha đấy. Cách này lập tức mở ra một cánh cửa mới cho Ji-hun, dù con trai chủ tịch ở đâu thì chí ít đánh cho thị trưởng Choi trở tay không kịp. Có điều dù chuyện này giải quyết được vấn đề của Ji-hun nhưng vấn đề của Trang Hô vẫn còn đó. Thì ra ngày mai tất cả ứng viên phải tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp. Dựa theo nguồn tin đáng chính xác, thị trưởng Choi đã mua chuộc MC đài truyền hình chuẩn bị khiến Trang Hô thua thảm trong lúc trực tiếp. Cuối cùng Miho cũng ra tay, thì ra cô không còn nhiều thời gian nữa từ sau lần chảy máu cam trước đó.
Cô bị chuẩn đoán là mắc ung thư nhưng để chồng không phải lo lắng chưa từng nói bệnh tình với bất kỳ ai. Hiện giờ Miho phải đi kiểm tra trang trại nơi bắt nguồn của nước độc hại đó, chỉ cần một chút bằng chứng thì cô có thể dùng thân phận người bị hại để tố cáo thị trưởng Choi. Lúc đó sẽ giúp Chang Ho xoay chuyển tình thế, nhưng Jay-Z thăm dò đã phát hiện ra trang trại không những có nhiều người canh gác mà còn không tạo ra sản phẩm nào. Thế là Miho đã tập hợp lực lượng dùng bạo lực để tấn công trang trại, hy vọng tìm được một ít bằng chứng. Lúc này buổi trực tiếp của Chang Ho đang sắp bắt đầu, tất cả mọi người ở đó chuẩn bị xem trò cười của anh, còn Miho đang đến trang trại, liệu cô có đến nơi hay không. Lúc này Miho dẫn dắt mọi người, cả tổ chức Big Mao rất náo nhiệt. Đầu tiên là thu thập chứng cứ thô bạo nhất trước mặt mấy đàn em đông đúc này, mấy ông bảo vệ kia cũng vô dụng thôi. Họ chả mấy chốc đã kiểm soát khu trại cá. Đối mặt với câu hỏi của Miho, lãnh đạo run rẩy quỳ xuống, mới hỏi vài câu đã khai hết câu chuyện ra. Hóa ra cả trang trại cá là nơi chứa nước thải của nhà máy, tất cả nước bị nhiễm phóng xạ đều xả thẳng xuống biển, vì vậy nơi nuôi cá này là một nơi quan trọng của công ty. Khi nơi này gặp chuyện, toàn bộ công ty sẽ huy động cho nó, nhưng dù huy động bao nhiêu người thì đứng trước Big Mao đều không đáng nhắc đến. Cô mau chạy đi trước để bọn tôi cản chúng nó. Mau cản chúng lại. Khi hai bên đang hỗn chiến, Miho mang theo chứng cứ rời khỏi hiện trường, nhưng vì xe màu đỏ quá bắt mắt lên bị bọn tài phiệt bám theo sau để ngăn. Miho mang tài liệu đến đài truyền hình làm sáng tỏ mọi chuyện, đám tài phiệt lập tức sử dụng mối quan hệ của mình. Sau đó tất cả đường đến đài truyền hình đều bị cảnh sát chặn lại, nhưng người ngồi cạnh Miho không phải người thường liền thông báo cho cánh tay phải của tổ chức biết. Ok, tôi sẽ giải quyết. Đồng thời Miho muốn lấy thêm phận người làm chứng xuất hiện trên trực tiếp của chồng mình. Tuy số người đã đủ từ lâu nhưng việc này tổ chức Big Mao sẽ giải quyết được. Bên Miho vừa tắt điện thoại, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát vẫy tay dừng xe để tiếp nhận kiểm tra họ hết cách phải dừng xe lại. Lúc này nhóm tài phiệt theo sau thấy cười đắc ý, nuôi binh 3 năm dùng binh 1 giờ, não già đó rất biết cách làm việc. Chào chị Đại, chị đi theo em. Chuyện này khiến Miho rất bất ngờ, nhờ sự hộ tống của họ quá trình cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Cho dù gặp chốt kiểm tra nhờ cảnh sát dẫn đường rất nhanh đã vượt qua nhóm tài phiệt đang xếp hàng, cho dù đang tức giận đùng đùng, cản nó lại. Quãng đường phía sau Miho rất thuận lợi, vừa đến đài truyền hình được đưa đến nơi quay trực tiếp mà Chang Ho đang quay bị ép vào đường cùng, thậm chí bị Joha bắt rút lui tại đó. Đúng lúc quan trọng thì Miho xuất hiện, có thành viên tiếp theo đặt một câu hỏi, tôi là Gong Miho. Sự xuất hiện của Miho không chỉ khiến mọi người bất ngờ, càng khiến Chang Ho bất ngờ hơn. Cho Joha đang định dùng lý do cô ấy là vợ của ứng cử viên không cho cô ấy phát ngôn. Không ngờ cô nói tôi không đến đây với tư cách của vợ Park Chang Ho, mà tôi đến đây là một tư cách nạn nhân bị dính phóng xạ do hóa chất. Chỉ có hai câu nói đã khiến lòng của Chang Ho tan vỡ. Lúc này anh ngừng thở nhìn chằm chằm Miho. Vào ngày 12 tháng 1 vì sự cố nước ngầm, vào lúc đó tôi bị nhiễm phóng xạ, mấy ngày trước tôi đã chẩn đoán mắc ung thư hạch mạch giai đoạn cuối. Trên đời sao lại có người không có lương tâm như vậy chứ. Miho bị ông ta hại, bị mắc ung thư giai đoạn cuối, ông ta cười trên nỗi đau của người khác ngay tại đó. Dù Miho lấy video bằng chứng xả thải nước phóng xạ, anh ta cũng không hề cảm thấy luống cuống. Vì dự án này anh ta luôn ẩn mình phía sau, dù bây giờ bị bại lộ anh ta có thể đổ hết tội cho chủ tịch. Vì vậy chứng cứ mà Miho dùng mạng đổi lấy cũng không gây tổn thương chí mạng nào với anh ta. Nhưng may mắn Miho đã lấy lại sự ủng hộ cho chồng mình. Từ 22% lên 40% chỉ kém Doha 5-6%, nhưng 5-6% là khoảng cách rất lớn. Chang Ho dù dốc hết sức cũng không đuổi được cuối cùng Choi Doha đắc cử. Big Mao liên tục thất bại không chỉ làm cho người trong tổ chán nản mà làm Chang Ho phải hoài nghi chính mình. Miho lần nữa lại lấy niềm tin chính mình. Lúc này đột nhiên chuyển phát đến cho Miho một hộp không có thông tin người gửi, ai ngờ bên trong có một tờ giấy. Tôi là Midohi, đây là điện thoại của chồng tôi, bằng chứng quan trọng có thể ở trong đó. Midohi chính là vợ của Doha, cũng là cháu gái chủ tịch. Mà Chang Ho đã đi tìm cô ấy để nói với cô ấy kiểm tra lại thi thể của chủ tịch, còn nói là chắc chắn Doha sẽ tìm cách ngăn cản, ai ngờ mọi chuyện đúng như suy đoán của Chang Ho. Doha nhanh chóng hỏa thiêu thi thể, điều này đã chứng minh sự thật chồng mình đã thủ tiêu ông ngoại. Vì vậy Dohi đã tạo phản, nhưng Doha trước giờ chưa từng tin tưởng ai, vì thế Dohi trộm điện thoại anh ta thấy hết qua camera kết quả. Hôm xét xử Dohi liền mất tích, cuối cùng không thể chứng minh được nguồn gốc của điện thoại. Doha không chỉ được phán vô tội ngay tại đó mà còn đi đến trước mặt Miho và Chang Ho bắt đầu giao ai, chắc mày không chờ được lúc đó rồi, chăm sóc bản thân thật tốt. Điều này đã khiến Miho sụp đổ vì muốn chồng bắt được người xấu ra trừng trị trước pháp luật, mà khiến cô kiên trì nay hy vọng cũng sụp đổ. Cô đã không kiên trì mà ngã xuống, mau đến bệnh viện. Miho tỉnh lại âu yếm cô trước mặt, không lỡ nói ra câu cuối cùng em yêu anh. Chang Ho à, nhìn người con gái nhịn ăn nhịn mặc cũng phải để mình học hết đại học trước mặt người con gái, vì mình gánh vác tất cả mọi chuyện, người vợ âm thầm giúp mình chuyển bại thành thắng. Anh nói ra câu nói trong lòng anh yêu em Miho à. Cuối cùng dưới sự ấm áp của Chang Ho, cô mỉm cười nhắm mắt lại. Mấy hôm sau Doha vẫn ung dung bơi lội, Chang Ho dung bước đến, đây là lần gặp mặt đầu tiên đối đầu ở tòa án, nhưng Doha cười mỉa mai, thậm chí còn hỏi Miho dạo này có tốt không. Ai ngờ Chang Ho nghe được câu này liền thở dài, cảm ơn anh, cái gì cơ, tôi cảm thấy có một chút tội lỗi, giờ thì hết rồi. Câu này nói ra Doha không hiểu gì cả, nhưng anh ta liền nôn ra một đống máu đen. Mà Chang Ho cũng từ tốn nói với anh là người tạo ra nước thải nhiễm phóng xạ, dù sao cũng nên nếm thử mùi vị chứ. Nghe thấy câu này Doha nhìn xuống nước bể bơi, lúc này mới hiểu ra chính mình đã đào tạo Chang Ho trở thành Big Mao. Những việc phía sau xảy ra rất nhanh, tất cả những người đứng trước Chang Ho đều ngoan ngoãn phục tùng không chút phản kháng. Đầu tiên là đàn em phát hiện nơi giấu vàng của Doha, ở đó có luận văn mà họ tìm kiếm. Sau đó tìm thấy Dohi đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Dưới sự làm chứng của Dohi và tài liệu, toàn bộ nhóm tài phiệt đều bị trừng trị trước pháp luật. Mà ngục trưởng tiếp đón chúng là ngục trưởng từ đầu phim đón tiếp nồng hậu từ lâu. Cuối cùng nhờ sự biểu hiện của Gong Ji-hun, anh ta đã nhận lại 1.000 tỷ và quản lý tập đoàn mà anh ta hằng mơ ước.
Big Mao kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo của chúng mình nhé. Xin cảm ơn và bye bye.